chương 1300, thỏ ra, có kỳ hạn như vậy, là vì cho những thiên tài kia đầy đủ không gian trưởng thành, miễn cho uổng mạng ở trên chiến trường hai giới. Ở trên chiến trường hai giới, hữu dụng nhất là công huân. Làm sao xuất ngũ, dựa vào công huân, sơn hà cảnh cần 100 điểm công huân, nhật nguyệt cảnh một vạn, tinh thần cảnh một triệu, hàng hà cảnh 100 triệu. Vì sao tranh lệch lớn như vậy? Rất đơn giản, võ giả cảnh giới bất đồng, độ khó thu hoạch điểm cống hiến là hoàn toàn bất đồng. Tỷ như, đánh chết một sinh linh sơn hà cảnh tiểu cực vị của minh giới chỉ được một điểm, nhưng trung cực vị lại 5 điểm, đại cực vị 10 điểm, đại viên mãn 20 điểm. Trên lý thuyết mà nói, sơn hà cảnh đại viên mãn chỉ cần giết năm sinh linh minh giới cùng cảnh giới liền có thể xong việc thối lui. Mà lên đến nhật nguyệt cảnh, tiểu cực vị liền có thể cung cấp 100 điểm công huân. Mặt khác, chiến trường hai giới tự nhiên không dung người đục nước béo cò, nếu như quá lâu không có công huân mà nói, sẽ gặp phải nghiêm phạt tương ứng. Sau khi Lăng Hàn hiểu được những thứ này, ở trong lòng tiến hành thôi chắc. Thiên Phượng thần nữ sớm như vậy liền gia nhập chiến trường hai giới, mục đích chỉ có một, tránh né Tạ gia. Vì vậy, nàng nhất định sẽ gia nhập vào một chi quan quân, bằng không làm du binh mà nói, nàng tao ngộ người của Tạ gia, khó thoát vận mệnh bị cưỡng bắt trở về. Như vậy, nàng sẽ gia nhập vào quân đội của ai? Tử Nguyệt quân, rất đơn giản, ngoại trừ Tử Nguyệt quân, những quân đội khác đều lấy nam tính làm chủ. Ở võ đạo tự nhiên là số lượng võ giả nam tính chiếm đa số hơn nữa tỷ lệ còn không phải lớn một cách bình thường vì vậy ở trên chiến trường hai giới số lượng phái nữ vô cùng thưa thớt quân đội càng lấy nam tính làm chủ chỉ có tử nguyệt quân bởi vì thống soái là một vị nữ cường nhân bộ đội của nàng thuần một sắc nương tử quân lang hàn dò xét một chút nam nhân là không có tư cách gia nhập vào tử nguyệt quân người ta chỉ lấy nữ tính hơn nữa vì phòng ngừa bị người quấy dày Tử Nguyệt Quân cũng nghiêm cấm nam nhân tiến nhập doanh địa của các nàng, người vi phạm. Nhẹ thì thiến, nặng thì giết chết. Vì vậy, Lăng Hàn tuyệt đối không thể lỗ mãng chạy vào Tử Nguyệt Quân, nói muốn tìm vợ của mình. Như vậy Thiên Phượng Thần Nữ thật sẽ biến thành Lăng Gia Quả Phụ A. Hắn quyết định ở bên ngoài doanh trại Tử Nguyệt Quân coi chừng, đối phương xuất động. Hắn liền theo, tìm được Thiên Phượng Thần Nữ lại tính tiếp. Nhưng coi như gặp nhau, Thiên Phượng Thần Nữ cũng không có khả năng lập tức rời đi với hắn không có tích lũy đầy đủ công huân liền rời chiến trường hai giới đó chính là đào binh mà đào binh thì ở nơi nào cũng sẽ không có quả ngon để ăn như vậy nếu muốn ở lại nơi này thời gian dài lăng hàn liền đi lang nha thành cho mình một thân phận về sau giết địch liền có thể tích lũy công huân rất đơn giản giết sinh linh minh giới thu vào không gian linh khí mang về lang nha thành tự nhiên có người kiểm kê chiến tích ghi lại công huân mà bởi vì cách làm như thế cũng để nơi này có vài người đi đường nghiêng cướp đoạt người khác cướp đoạt không gian linh khí, thậm chí giết người diệt khẩu. Nơi nào đều có bại hoại, Lăng Hàn thầm nói, hắn đi tới ngoài trụ sở của Tử Nguyệt Quân chăm dặm, một người ngồi xuống, đợi Tử Nguyệt Quân xuất động. Hoàn cảnh của nơi này rất kém cỏi, linh khí cần cối, càng có một loại cảm giác âm u, hơn nữa quy tắc đại đạo vô cùng yếu đuối, Lăng Hàn thử qua, hắn có thể miễn cưỡng phi hành. Phải biết rằng, muốn phi hành ở thần giới, điều này cần tu vi tinh thần cảnh. Hai giới mâu thuẫn ngay cả thiên địa quy tắc cũng bị ảnh hưởng. Nơi đây liền như thế, như vậy đi lên trước thì sao? Điểm tiếp xúc của Minh giới cùng Thần giới ở phía trước vạn dặm, mà càng về phía trước, bị ảnh hưởng tự nhiên cũng càng lớn. Hắn cải biến một vị trí, lại phát hiện quy tắc ở nơi này lại trở nên cực kỳ mạnh, hắn đừng nói phi hành, ngay cả nhảy cao cũng kém xa bình thường tiết tấp. Xem ra, thiên địa quy tắc bị ảnh hưởng cũng không chỉ là suy yếu, mà trở nên mất thăng bằng, có chút địa phương áp chế nhỏ đi, có chút địa phương thì trở nên lớn như vậy chưa quen thuộc biến hóa như vậy hành động ở chỗ này ảnh hưởng sẽ rất lớn một cái không chú ý sẽ ăn quả đắng mà ở trong chiến đấu ảnh hưởng này tự nhiên lớn hơn nữa tiểu tiểu tử nơi này là địa phương nào lão nhân sâm từ trong hắc tháp xuất hiện hít thở không khí nhưng vừa nhìn thấy địa phương này không khỏi quá sợ hãi người 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 mang đại gia tới địa phương quỷ gì vậy nơi đây nhìn một cái chính là nơi chẳng lành a à, phía trước có yêu vân quỷ dị bay múa tản mát ra khí tức tà ác không có việc gì chạy tới đây làm gì tiểu tử người có bệnh sao lão nhân sâm chỉ vào lăng hàn nói lăng hàn cũng không giận chỉ lo lắng nói xem ra phải gọi hổ nữ đến nấu một nồi canh nhân sâm a lão nhân sâm lập tức biến sắc hắn thật là sợ nha đầu kia tuyệt đối là một kẻ tham ăn chính tông sống nguội không kỵ hắn vội vã nịnh nọt cười nói tiểu tử chúng ta là giao tình gì chứ có muội tử chúng ta cùng nhau phao một quần hai huynh đệ không nói lời khách sáo a Lăng Hàn chỉ cười ha hả, làm cho lão nhân sâm ngượng mùng lui qua một bên. Lăng Hàn thả Tu La Ma đế ra, chỉ là con rối này gãy một tay, đưa tới trận văn thiếu sót rất nhiều, chiến lược đại giảm. Chẳng qua không có quan hệ, Lăng Hàn cũng bước vào Nhật Nguyệt cảnh, không cần chiến lược như vậy. Hắn cần là Tu La Ma đế hiểu rõ minh giới, biết nhiều một chút sự tình minh giới, về sau đối chiến sinh linh minh giới sẽ hơn một chút chắc chắn, hơn nữa, muốn phá vào tiên vực, phải đồng thời nắm giữ hai loại lực lượng sáng thế cùng diệt thế. Lăng Hàn cũng phải tiến nhập Minh Giới, tìm hiểu thiên địa quy tắc của Minh Giới. Lão Nhân Sâm thế mới biết này là địa phương gì, nhất thời sắc mặt khó coi đến muốn khóc. Chỉ là lúc nghe Lăng Hàn nói đến Tử Nguyệt Quân, cây sắc sâm này liền nở hoa, nói: Đại gia đi dò thám tình huống. Vừa nói, liền nhấc chân chạy, tốc độ nhanh thái quá. Không cần phải nói, người này nhất định là đi nữ quân doanh tìm hiểu tình báo. Lão Nhân Sâm còn không có nhảy vào nhật nguyệt cảnh, nhưng tốc độ rất nhanh, còn có thể chui xuống đất ngay cả tinh thần cảnh cũng không nhất định có thể bắt hắn lại. Lang Hàn thì nghe Tu La Ma Đế nói tình báo của minh giới, nhưng Tu La Ma Đế chỉ là tồn tại tầng dưới chót của minh giới, biết hiếu hạn, nhất là đối với cấp bậc ma chủ, cơ hồ là trống rỗng. chương 1301, giới linh thạch, cứu mạng A, tiểu tử, nhanh cứu xâm ra. Ba ngày sau, chỉ nghe lão nhân xâm kêu thảm thiết, lấy thần thức kêu cứu mạng, thanh âm truyền bá còn lâu mới có được nhanh bằng tốc độ của hắn. Ha 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 ha, nhanh vào trong bát của thỏ ra a. À. Lăng Hàn đứng lên xem, chỉ thấy lão nhân sâm đang chạy như điên, phía sau thì theo một con thỏ cao cỡ nửa người, một trước một sau, tốc độ đều mau kinh người, ngay cả Lăng Hàn cũng chỉ nhìn thấy tàn ảnh, tuyệt đối nhìn không rõ chân thân. Thỏ, Lăng Hàn kinh ngạc không gì sánh được, đúng là con thỏ ở hàng thiên đại lục kia, làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này. Tốc độ của lão nhân sâm cực nhanh, nhưng thỏ cũng là lấy tốc độ xứng danh, trước đây thậm chí có thể cùng hổ nữ so chiêu nhiều lần, Càng đuổi càng gần, mắt thấy móng vuốt sắp bắt đến trên người lão nhân Sâm rồi. "Mẹ a, à, lão nhân Sâm vội vã chui xuống đất, nhưng thỏ cũng có thể chui xuống đất a." À. "Đều nói thỏ biết đào động, quả nhiên không sai." Hưu, lão nhân Sâm chờ từ dưới nền đất chui ra, thấy Lăng Hàn đang ở trước mắt, không khỏi đại hỉ, vội vã đánh tới. Một bóng trắng xẹt qua, chỉ thấy thỏ cũng xông ra, chứng kiến Lăng Hàn, không khỏi sướng sở nói: "Tiểu tử, nhanh giúp thỏ ra ngăn củ cà rốt kia lại." thỏ ra có thể phân ngươi một miếng. Con thỏ lưu manh này vẫn keo kiệt trước sau như một, chỉ phân một miếng. Lăng Hàn cười ha ha nói, đã vào trong bát của ta, cần gì còn phải phân cho ngươi. Hắn đấm ra một quyền, đánh tới móng vuốt con thỏ. Tiểu tử, ngươi quá không trưởng nghĩa, thỏ kêu lên, thân hình chấp động, mau như thiểm điện, muốn vòng qua nắm đấm của Lăng Hàn, tiếp tục đi bắt lão nhân sâm. Di, con thỏ này bước vào nhật nguyệt cảnh, Lăng Hàn kinh ngạc, cái tốc độ tu luyện này có chút kinh người a à. Không, quả thực không thể tưởng tượng, nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng hắn không dám lơ là, kiếm khí di chuyển, nhất thời cản con thỏ lại, lôi đình kiếm pháp vừa nhanh lại sắc bén, trong cùng giai cơ hồ không có người tránh thoát, chỉ có thể chống đỡ, hoặc là không chạm kỳ phong. Tiểu tử, diệt con thỏ này cho xâm ra, xâm ra phân ngươi một cái. Lão nhân xâm không biết từ nơi nào móc ra một cái yếm màu hồng, cầm ở trong tay rêu dao sắc mặt của lăng hàn không khỏi biến thành màu đen cái sắc sâm này đang đứng ở trên vai hắn một bên cua cải yếm làm cho hắn còn có hình tượng gì ha 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 con thỏ nhất thời ôm bụng cười to lăn trên mặt đất khóe mắt sắc chảy ra nước di lão nhân sâm sững sờ nói tiểu tử người nhận thức con thỏ chết bầm này cây cải củ người gọi thỏ ra là cái gì thỏ lập tức nhảy dựng lên trợn to mắt lăng hàn bó tay toàn tập sao bên người của hắn đều là người không đáng tin a à hắn tự tay lau chán nói thỏ tại sao ngươi lại ở đây người này hẳn nên ở đại lăng vương triều a thỏ ra tới thần giới liền đi dạo chơi kết quả không khéo xông vào một thượng cổ truyền tống trận liền đi tới nơi này thỏ thở dài chẳng qua thỏ ra hồng phúc kinh thiên nhặt được một viên thần đan sau khi ăn vào liền có tu vi nhật nguyệt cảnh kháo đây là cái vận khí gì a à? lăng hàn lắc đầu hắn tân tân khổ khổ mới nhảy vào nhật nguyệt cảnh mà tốc độ tiến cảnh như vậy đã mau kinh người nhưng không chịu nổi người ta trời sinh vận khí ăn một viên thuốc liền một bước lên trời chẳng qua ăn dược đi lên căn cơ tất nhiên bất ổn không có khả năng tu ra cực cảnh bằng không thỏ trời sinh chạy nhanh lại vào nhật nguyệt cảnh lại không có chiến lược gì may là lão nhân sâm còn không có nhảy vào nhật nguyệt cảnh bằng không hắn cũng không cần trốn cùng thỏ đánh một trận ai thắng ai thua thật đúng là không nhất định thỏ chết bầm đuổi sâm ra một đường nhanh quỳ xuống dập đầu bồi tội cho sâm ra lão nhân sâm thấy thế không khỏi dũng khí tăng nhiều, hướng về thỏ quát. Cây cải củ, nhanh đến trong bát của thỏ ra, thỏ đương nhiên sẽ không tỏ ra yếu kém. Dừng lại, lang hàn tự tay xoa chán, thỏ, truyền tống trận kia ở đâu? Không nghĩ tới hợp ninh tinh cùng nơi đây còn có một truyền tống trận liên thông, như vậy về sau hắn trở về sẽ dễ dàng, không ở trong tinh không lãng phí hai năm dài đằng đẵng Tiểu tử, thỏ ra khuyên ngươi dẹp ý niệm này đi. Thỏ lắc đầu, nghiêm trang nói, cái cổ truyền tống trận kia rất phức tạp, cần tọa độ đối ứng mới có thể xác định địa phương, người căn bản không biết chỗ của hợp ninh tinh, khởi động loạn chỉ biết đưa ngươi đến chân trời. Lăng Hàn sửng sốt, sau đó lập tức nói, người cái con thỏ chết bầm này, nhất định là động tay động chân vào truyền tống trận kia, đúng hay không? Nếu không, hắn vừa vặn từ hợp ninh tinh truyền tống đến vân đính tinh, trở về chắc cũng thuận đường. Trong mắt con thỏ loạn chuyển, hắn truyền tống qua đây, lại không làm rõ được tình huống, liền làm loạn một hồi, làm hư luôn cả truyền tống trận, lúc này mới không muốn để cho Lăng Hàn biết. Cắt, đó là truyền tống trận quá cổ lão, sau khi thỏ ra qua đây liền tự mình bể nát, sao lại trách ta? Hắn lắc lắc cái đuôi, đẩy sạch sẽ. Lăng Hàn thở dài, xem ra trở về còn phải dựa vào xuyên vân toa, cũng may chỉ có hai năm, ở trong hắc tháp cũng có thể tu luyện, không tính lãng phí bao nhiêu thời gian. Xem ra người ở nơi này cũng rất dễ chịu, hắn không suy nghĩ sự tình truyền tống trận nữa. Đương nhiên, thỏ dương dương đắc ý. Thỏ ra ăn viên thần đan kia dược lực còn không có tan hết, tu vi mỗi ngày đều có tăng trưởng nhảy vọt, ở chỗ này đánh một chút, hoạt động gân cốt, chính là thích hợp nhất. Cũng bởi vì ở Vân Đính Tinh, nơi đây nhân tộc cùng yêu thú cùng chung địch nhân mà liên thủ, bằng không nếu đổi lại ở hợp ninh tinh, nó đã sớm bị nấu canh. Lão nhân sâm cũng hai mắt phát quang, cầm cái yếm lắc lắc ở trước mắt lăng hàn, nhỏ giọng nói. Tiểu tử, chúng ta bắt làm thịt còn thỏ này đi. Người nghe thấy không, con thỏ chết bầm này nói trong cơ thể còn có dược lực của thần đan, nếu như chúng ta ăn, khẳng định rất bổ a. À. Cây cải củ, người đang nói cái gì? Thỏ cũng là loại tai nghe bát phương, ngay lập tức liền nhảy dựng lên. Xem thỏ ra không ăn ngươi, muốn ăn xâm ra nhà ngươi, ngươi còn sớm 800 vạn năm. Lão nhân xâm lợi dụng lăng hàn làm tấm mộc, vòng quanh hắn chuyển. Thỏ thì truy đuổi, một hồi vòng quanh lăng hàn, một hồi thì chạy ở trên người của hắn. Ba, ba, lăng hàn đưa hai tay ra, đồng thời bắt con thỏ cùng lão nhân sâm lại nói. Có tin ta hầm toàn bộ các ngươi, làm một nồi canh nhân sâm thịt thỏ hay không? chương 1302, kẻ cướp bóc, lúc này thỏ cùng lão nhân sâm mới câm như hến, ý thức được người trước mặt này cũng là một kẻ tham ăn. Lăng hàn ném lão nhân sâm cùng thỏ lên mặt đất nói. Thỏ, người tới nơi này đã nhiều năm, có lý giải gì không? Thỏ lướt nhìn lão nhân sâm, nhịn không được chảy nước miếng, lúc này mới nói. Chiến trường hai giới, linh khí cần cối, đối với võ giả mà nói đây là địa phương nát nhất. Chẳng qua, cũng bởi vì nơi này là địa phương hai giới tương giao, quy tắc hai thế giới va chạm sẽ thỉnh thoảng diễn hóa thành thực chất. Ồ, Lăng Hàn kinh ngạc, quy tắc nhìn không thấy sờ không được, cho nên mới khó lĩnh ngộ, lại sẽ diễn hóa thành thực chất. Cái kia được xưng là giới linh thạch, luyện hóa mà nói, có thể lĩnh ngộ quy tắc. Thỏ nói, thỏ ra từng nhặt được một viên, sau khi luyện hóa, quả nhiên ở trên nắm giữ đại đạo nhảy một bước dài hắc hắc, có người nói đôi khi ngay cả sáng thế cảnh cũng sẽ chạy đi chiến trường hai giới tìm kiếm giới linh thạch, chỉ là đồ chơi này thực rất hy hữu, hơn nữa, cảnh giới càng cao, muốn tiến thêm một bước mà nói, cần dùng giới linh thạch cũng càng nhiều. Lăng Hàn nghĩ, thảo nào đế chiều tích cực đối kháng minh giới như thế, hoặc là, vì sao sinh linh hai giới sẽ phát sinh xung đột thường xuyên như thế, bởi vì tất cả mọi người muốn ở chỗ này tìm được giới linh thạch. Giới linh thạch thường ở địa phương nào? Lăng Hàn hỏi, tự nhiên là ở địa phương hai giới trùng kích mãnh liệt nhất thỏ nói vậy hẳn là ở chỗ vạn dặm phía trước lang hàn nói nơi đó đi lên trước một khoảng cách chính là địa bàn của minh giới nơi này là đại bản doanh của thần giới mà bên kia là đại bản doanh của minh giới càng tới gần nơi đó xung đột càng kịch liệt sinh linh hai giới đều muốn đạt được giới linh thạch nói cho cùng đây rốt cuộc là một trận chiến xâm lấn bảo vệ gia viên hay chỉ là chiến tranh quyền lợi thuần túy lang hàn lắc đầu chẳng muốn đi nghĩ, hắn có luân hồi thụ, cũng không quá cần giới linh thạch. Hơn nữa, chuyến đi này mục đích của hắn là tìm đến thiên phượng thần nữ, những thứ khác đều có thể để qua một bên. Hắn tiếp tục chờ tử nguyệt quân xuất động, còn hai tiến nhân như lão nhân sâm cùng thỏ, sau một phen đấu võ mồm, liền kề vai sát cánh, nghiễm nhiên thành bạn tốt, làm cho lăng hàn tiếp thu không nổi. Con thỏ và lão nhân sâm nói muốn đi tìm giới linh thạch, rất nhanh thì chạy không còn bóng dáng, lăng hàn cũng không sao cả. Hắn vừa chờ, vừa thôi diễn võ đạo cùng đan phương, trước hắn thu được một đống lớn cổ đan phương, mặc dù bây giờ đã trở thành đan sư cấp 8, nhưng biết đan phương thực quá ít ỏi, vậy làm sao xứng danh đan đạo đế vương. Bảo tu la ma đế ở bên ngoài nhìn chằm chằm, lăng hàn thì tiến nhập hắc tháp, nếu như tử nguyệt quân xuất động, tu la ma đế sẽ ở phụ cận dẫn phát đại động tính, đánh thức hắn. Thình thịch, hắn ở dưới luân hồi thuộc tìm hiểu, cũng không biết qua bao lâu, chợt cảm giác được phụ cận có chấn động, vội vã ra hắc tháp, chỉ thấy tu la ma đế đang cùng một đám người chiến đấu kịch liệt. đám người kia chỉ có ba nhật nguyệt cảnh, còn lại đều là sơn hà cảnh, nhưng hiện tại con rối mà tu la ma đế làm chủ đã hư hao nghiêm trọng. tu vi bản thân cũng bất quá là sơn hà cảnh, thần hồn không đủ cường đại. hết lần này tới lần khác trong những người này lại có người am hiểu thần hồn công kích, đánh cho hắn bán sống bán chết. nếu không phải này là con rối nhật nguyệt cảnh bị cuồng oanh loạn tạc như vậy, tu la ma đế hẳn đã sớm cúp. lang hàn không khỏi tức giận bay vọt qua nói. Dừng tay, chủ nhân, Tu La Ma Đế như gặp cứu tinh, vội vàng xông tới chỗ Lăng Hàn, hắn sắp bị đánh chết, hiện tại Lăng Hàn như thiên thần xuất hiện, làm cho hắn kích động muốn khóc. Nhưng đám người kia không có ngừng tay, mà dồn dập cười nhạt, một người nói. Hảo A, dám cấu kết hiêu tà của minh giới, người thật to gan. Những người này phát hiện thân phận chân chính của Tu La Ma Đế. Lăng Hàn tùy ý đánh ra một quyền, bước lui đám người kia nói. Cái này là nô bộc của ta, cùng minh giới lại có quan hệ gì? Tu La Ma Đế trốn đến phía sau Lăng Hàn, dùng thần thức truyền âm nói. Chủ nhân, vì dám thị tử Nguyệt Quân, tiểu đế liền phóng suốt bản thể, kết quả vừa vặn bị những người này chứng kiến, liền tới giết tiểu đế. Hắn là hình thái vũ khí, vì vậy dù cho ở thần giới không thể phi hành, hắn cũng có thể kéo dài thân thể của mình, đứng ở chỗ cao tra xét tình báo, không nghĩ tới vì vậy làm xấu chuyện. Lăng Hàn gật đầu, cái này sai không ở Tu La Ma Đế, ngược lại chỉ vì làm việc cho hắn mà thôi các hạ không nên chấp mê bất ngộ nếu không liền coi ngươi như kẻ phản bội thần giới nhất định sẽ xử tử đối phương uy hiếp nói không cần nói nhảm với hắn nói không chừng là dê béo trực tiếp làm thịt đi có lẽ là hậu đại gia tộc nào đó trên người mang theo không ít bảo bối a à. những người này đều lộ ra vẻ tham lam lang hàn chợt nói các ngươi hẳn là đạo tặc đi chuyên môn cướp người hành động đơn độc hắc 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 những người này đều cười nhạt nếu ngươi đoán được vậy đi chết đi tuy lăng hàn cũng là nhật nguyệt cảnh nhưng dù sao chỉ là tiểu cực vị trung kỳ hơn nữa đơn thương độc mã mà bọn họ lại có ba nhật nguyệt cảnh hơn nữa bọn họ ở chỗ này lăn lộn rất nhiều năm cũng tích lũy một ít tài sản lấy công huân đổi một ít bảo vật thật muốn dùng đến mà nói hắc hắc ngay cả trung cực vị đỉnh phong cũng có thể đánh chết cái này cũng là nguyên nhân bọn hắn dám không kiêng nể gì cả trong ánh mắt lăng hàn ngưng sát khí đã như vậy mà nói vậy hắn cũng không cần cố kỵ, toàn bộ làm thịt. Cùng tiến lên, những người này cũng không nói quy củ đơn đả độc đấu gì, mười mấy người đồng thời công tới lăng hàn cùng tu la ma đế. Đao quang kiếm ảnh, đằng đằng sát khí, sắc mặt của lăng hàn âm trầm nói, không đi phía trước đánh sinh linh minh giới, lại ở chỗ này phục kích người nhà, các người thật đúng là có tiền đồ. Trong nháy mắt, ba, đầu của một kẻ cướp nổ tung, thần hồn cũng bị tạc bể, chết triệt đề. Ghê tởm, những người kia đều tức giận, bởi vì chết chỉ là một gã sơn hà cảnh, bọn họ cũng không có sợ hãi, vẫn cuồng oanh về phía Lăng Hàn. Lăng Hàn ngưng quyền, ba, một quyền xuống, lại một người bị hắn đánh bể đầu, thần hồn vỡ nát. Muốn triệt để giết chết một thần linh, nhất định phải giảo diệt thần hồn, bằng không thần hồn có thể đoạt xá, nếu có thể được một thể xác tốt, nói không chừng thực lực còn có thể mạnh hơn. Chương 1303, tàng bảo đồ, 3333, từng cái đầu bạo liệt, huyết hoa trùng thiên. Nơi đây có mười mấy đạo tặc cái nào trải qua lăng hàn tàn sát như thế, trong nháy mắt, cũng chỉ còn lại có ba cường phỉ nhật nguyệt cảnh. Chỉ là hai đùi của ba người này cũng run lên, thanh niên đối diện quả thực như sát thần, một quyền chính là một cái, ở dưới sự vây công của bọn hắn cũng có thể ung dung sát nhân, thực lực như vậy để cho bọn họ tâm kinh đảm hàn. Quá mạnh mẽ, ghê tởm, một gã cường phỉ giận dữ hết, lão nhị lão tam, không nên đau lòng, đều tế thần phù, nếu không. Ngày hôm nay sẽ chết ở nơi này, hắn móc ra một tấm thần phù, vỗ xuống ngực, nhất thời, cả người hắn thả ra hào quang đỏ thắm, liệt diễm phun trào, làm cho khí thức của hắn lập tức cường đại gấp mấy lần. Hai người khác cũng nhe răng cười, dồn dập lấy thần phù dán lên người. Bọn họ đều tu luyện công pháp giống nhau, dùng cũng là loại hình thần phù đồng nhất, xích diễm trùng thiên, lập tức liền có lực lượng trung cực vị đỉnh phong thậm chí đại cực vị sơ kỳ. Chết đi, ba người dồn dập đánh ra, muốn giết chết Lăng Hàn. Lăng Hàn kinh ngạc, loại thần phù đề thăng lực lượng này rất chân quý, ở trên người ba tạc phỉ cũng có thể nhìn đến. Chắc là bọn họ sử dụng công huân đổi, thảo nào rất nhiều người cho dù phục dịch xong vẫn ở nơi này dốc sức làm, bởi vì dứt bỏ tỷ lệ tử vong kinh người, chiến trường hai giới cũng là một bảo địa, chỉ cần có thể tích lũy công huân, liền có thể đổi được tất cả bảo vật. Dùng ở trên người ba người này, ha ha, thực lãng phí. Lăng Hàn di chuyển một tiêu uy lực thiên kiếp, ba ba ba, ba người lập tức quỳ xuống, cả người mềm nhũn, một xíu khí lực cũng không có. Bọn họ chỉ là dựa vào thần phù tăng lực lượng lên, nhưng cường độ thần hồn không có biến hóa chút nào, đâu thể nào đối kháng Lang Hàn. Không nên, ba gã cường phỉ đều sợ đến nước mắt chảy ra, vừa đến thời khắc mấu chốt đã bày ra bản tính sợ chết hoàn toàn, bởi vì bọn họ chỉ vì mình cầu tình, không có để ý đồng bạn chết sống. Các ngươi có ý nghĩa sống gì chứ? Lang Hàn thản nhiên nói. Chủ nhân, để tiểu đế đến, Tu La Ma đến nín một hơi, trước bị đám này người vây công thiếu chút nữa ngủm hiện tại tự nhiên muốn báo thù. Hắn đằng đằng sát khí, vốn chính là ma đầu minh giới, giết người với hắn mà nói thực sự là một chút gánh nặng cũng không có. Không muốn, không muốn, ba gã cường phỉ đều kinh hô, tha ta một mạng, ta có một cổ địa đồ, chỉ dẫn tới một bảo tàng thượng cổ. Một cường phỉ nói, cái gì, hai người khác đều kinh hô, ngươi không phải nói, tàng bảo đồ đã thất lạc sao. Nguyên lai bị ngươi độc chiếm, bọn họ đều trách mắng, tràn đầy phẫn nộ vậy thì liền đấu tranh nội bộ. Tu La Ma Đế tra mặt quan sắc, biết Lăng Hàn có hứng thú, lập tức cáo mượn oai hùng nói. Cái tàng bảo đồ gì, lập tức giao ra đây, ta giao ra, có thể tha ta một mảng không? Người này cẩn thận hỏi. Ba, Tu La Ma Đế một quyền đánh bể đầu một gã cường phỉ khác, tiếp đó uy hiếp nói. Người có tư cách trả giá sao? Người kia sợ đến mặt tái rồi, vội vàng nói. Không nên, ta mang bọn người đi lấy tàng bảo đồ, không có mang ở trên người. Tu La Ma đế hỏi, không có, người này vội vàng lắc đầu, mặc dù bọn họ là đồng bạn, nhưng lẫn nhau trong lúc đó không tín nhiệm, hắn làm sao có thể đặt bản đồ bảo tàng ở trong không gian linh khí mang theo. Bọn họ có thể cướp đoạt người khác, tự nhiên cũng có thể bị người cướp, vật chân quý tuyệt đối không thể mang theo trên người, nếu không nào có tư cách trả giá, bị người lấy đi không gian linh khí liền xong. Tu La Ma đế nhìn về phía Lăng Hàn, thấy Lăng Hàn một bộ không sao cả, liền giết một tên cường phỉ khác, ba, đập nát đầu người này tiên huyết dán lên mặt cường phỉ còn sót lại sợ đến hắn tiểu trong quần tuy bình thường bọn họ giết người giết rất ngoan tâm nhưng sự tình dạng này phóng tới trên đầu mình cũng để hắn mềm chân tu la ma đế áp tặc phỉ lăng hàn thì đi ở phía sau do tặc phỉ chỉ đường đi tới một sơn cốc nhỏ tặc phỉ đầy một tảng đá phía dưới có một chiếc nhẫn cắm ở trong kẽ thạch đầu nếu không có hắn chỉ điểm thì thật không ai có thể phát hiện tu la ma đế đoạt nhẫn qua Tiếp đó cung kính giao cho Lăng Hàn, bộ dáng nịnh nọt. Lăng Hàn tiếp qua, rót thần thức vào, chỉ thấy bên trong thật đúng là không ít, có chân nguyên thạch, có mấy quyển công pháp, còn có mấy khối thần thiết, cuối cùng là một tấm bản đồ. Hắn lấy ra ngoài nói: "Bản đồ bảo tàng này có lai lịch gì?" Tiểu nhân chẳng biết, chỉ là lúc tiểu nhân cướp một nhóm người, tìm ra tấm bản đồ này mới có thể giấu đi." Tạc Phỉ nói: "Đại thiếu, ta có thể đi hay không? Đi muội muội ngươi a." À. Tu La Ma đế lập tức đập tới một quyền, ba, tên tặc phỉ sau cùng cũng bị đánh giết. Lăng Hàn không có chút tâm đồng tình nào, người này chuyên môn giết người cướp của, hành vi cực kỳ đáng trách. Cái chỗ này, ở chỗ nào? Lăng Hàn nhìn địa đồ, khu vực chính giữa dùng mực đỏ câu một vòng tròn, hẳn là chỗ bảo tàng, nhưng địa hình cô cùng xa lạ. Nói đến bảo tàng, ta còn có một tọa độ, đó là ở Thập Nhị Thiên Bí cảnh đạt được. Lăng Hàn nghĩ tới, Thập Nhị Thiên Bí cảnh là 12 đại tướng của Thiên Hà Vương xây dựng chỉ cần thừa kế một cung liền có thể được tọa độ ở thần giới nơi đó có truyền thừa của thiên hà vương tuyệt thế trước lang hàn một mực ở hợp ninh tinh tự nhiên không có khả năng đi tìm tọa độ này nhưng bây giờ tới vân đỉnh tinh thì có thể tìm kiếm một chút bất quá thiên hà vương rốt cuộc là người nào ta ở trong bí cảnh đạt được bí pháp vô luận là cửu long phách thể thuật hay diệt long tinh thần tiễn đều có thể nói tuyệt học vô thượng chỉ ít bây giờ còn thuộc về bí pháp đỉnh cấp như vậy có thể thấy, thiên hà vương truyền thừa chỉ ít cũng phải là cấp bậc tinh thần cảnh. Được rồi, ta ở trong bí cảnh còn chiếm được một quả trứng. Lăng hàn tâm niệm vừa động, một quả trứng lập tức xuất hiện ở trước mặt. Đây là hắn từ thập nhị thiên bí cảnh đạt được, sau đó bỏ ở trong hắc tháp, bởi vì thủy trung không có biến hóa, hắn cũng quên còn có thứ này tồn tại. Có sinh mệnh, nói rõ còn có thể ấp ra, nhưng còn cần bao lâu? Chương 1304, đệ tử thiên kiếm cung. Này là hậu đại của Thanh Diễm Điêu, theo lý mà nói không nên lâu như vậy còn không có ấp ra, chẳng lẽ là bởi vì thu ở trong hắc tháp. Dù sao, tuy không gian trong hắc tháp có thể dung nạp vật còn sống, nhưng thiếu khuyết thiên địa quy tắc cần phải, không thể coi như là một thế giới chân chính. Hơn nữa, trước nhét dưới luân hồi thụ, hình như để nó có biến hóa không hiểu. Này ấp ra Thanh Diễm Điêu, còn có thể là Thanh Diễm Điêu sao? Không bằng ăn đi cho nó lành, cái ý niệm này chỉ lướt qua trong đầu lăng hàn, hắn vẫn quyết định lưu lại, có thể lấy ra phơi nắng một hai ngày sẽ nở a à. hắn ném quả trứng ở trên đất mình thì ngồi ở trên thạch đầu bắt đầu suy nghĩ phá vỡ tiểu thế giới mà nói hẳn là nhật nguyệt cảnh liền có thể làm được chỉ là muốn tiến nhập tiểu thế giới đây rất khó bởi vì quy tắc không cho phép phải áp chế tu vi hay tự chém cảnh giới mới được trừ đám người tiên vực kia thực lực mạnh đến trình độ nhất định có thể không nhìn quy tắc của tiểu thế giới gì tên lôi hỏa đại đế kia sẽ không cũng là từ tiên vực đến chứ lôi hỏa đại đế muốn hắn tìm chân long giác thiên phượng vũ đó đều là tồn tại thánh cấp mà từ khẩu khí của lôi hỏa đại đế lúc đó tựa hồ còn rất chẳng đáng như vậy nếu như đối phương là đại năng của tiên vực như vậy liền dễ hiểu dựa vào hàng thiên đại lục tới cùng là địa phương nào vì sao hấp dẫn nhiều quái vật như vậy lăng hàn chỉ cảm thấy đau đầu tu la ma đế nói qua trước đó hàng thiên đại lục đã khai thiên một lần về sau lại không biết tại sao lui về thành tiểu thế giới mới có lăng hàn lần thứ hai khai thiên này phải chờ ta tiến nhập tiên vực mới có tư cách hiểu rõ. Có một khả năng có thể khẳng định là sáng thế cảnh cũng không thể cắt một khối thổ địa thần giới, hóa thành một tiểu thế giới. Chỉ có đồng thời nắm giữ lực lượng sáng thế cùng diệt thế mới có thể làm được. Ta chiếm được hắc tháp, tựa hồ cũng thừa kế một nguy hiểm rất lớn. Lăng Hàn lắc đầu, dự định thu quả trứng, trở về địa phương nguyên lai, tiếp tục chờ tử nguyệt quân xuất động. Xoát, đúng lúc này, chỉ thấy một đạo kiếm quang dương động, chém về phía Lăng Hàn, Uy thế cực kỳ cường đại, như thiên băng điện liệt. Ác tặc nhận lấy cái chết, một kiếm này quá nhanh, bởi vậy kiếm đã đâm lại đây, nhưng giọng nói lại còn không có truyền tới. Lăng Hàn ngưng quyền, thình thịch đập vào trên kiếm quang, nhất thời, kiếm quang lóng lánh phá thành mảnh nhỏ, một đạo nhân ảnh cũng bị hắn đánh lùi trở lại. Bất quá, người này ngược lại cũng thật có tài, một cái lăng không chờ mình, đánh tan đại bộ phận lực lượng của Lăng Hàn, vững vàng rơi xuống đất. Này là một nữ tử, nhìn qua chỉ 20 tuổi tương đối xinh đẹp, nhưng trên mặt tràn đầy ngạo khí, đây không phải tiểu thư, chính là đệ tử môn phái nào đó được chiều chuộng. Ở phía sau, còn có bảy người đang bước nhanh tới, đều là nam tử, chỉ có một người là lão giả tóc trắng xóa, sáu người khác là người trẻ tuổi, tán phát ra anh khí bừng bừng. Sư muội sáu người trẻ tuổi lập tức chạy tới, vây quanh mỹ nữ, ân cần không nói cũng hiểu. Sư muội người không sao chứ, tên kia không thương người đi, ghê tởm, lại dám động đến sư muội của ta đám người này một mặt thân thiết hỏi han mỹ nữ kia một bên nhìn chằm chằm lăng hàn hận không thể dùng ánh mắt giết chết hắn hoàn toàn không nhìn là nàng kia xuất thủ trước lăng hàn buồn cười nữ nhân này không giải thích được công kích mình hắn chỉ là tự vệ mà thôi như hắn đã làm sự tình tội ác tay trời gì vậy hắn lắc đầu nói các ngươi không cảm thấy nợ ta một lời giải thích cùng xin lỗi sao giải thích xin lỗi mấy người kia đều cười lạnh đã thương sư muội của bọn họ lại còn muốn bọn họ giải thích cùng xin lỗi đầu tên này là bị lừa đá sao Khanh, chỉ là tặc phỉ người người đều phải giết lại còn muốn giải thích cùng xin lỗi thực sự là buồn cười một người trẻ tuổi nói nghe hắn nói như vậy hỏa khí trong lòng lăng hàn trái lại tiêu mất một ít xuất thủ với tặc phỉ quả thực không cần nói quy củ gì bằng không chỉ có khả năng đưa mạng nhỏ của mình chỉ là con mắt nào của các ngươi thấy hắn như tặc phỉ các ngươi nghĩ ta là tặc phỉ lăng hàn lắc đầu ánh mắt này thực đủ tàn phải nên đi khám mắt ác tặc, địa đồ trong tay ngươi là của một vị sư huynh ta, nếu ngươi không phải tặc phỉ, thì sao có thể rơi vào tay ngươi? Cô gái kia đã bình phục khí tức, lập tức nhìn Lăng Hàn trách mắng. Thực sự là buồn cười, Lăng Hàn suy nói, lẽ nào ta không thể diệt tặc phỉ, từ trong tay bọn họ đoạt đi sao? Ha ha, người trẻ tuổi, đã như vậy, vậy thì mời trả địa đồ cho chúng ta. Lão giả duy nhất mở miệng, thanh âm trầm thấp, mang uy thế rất cường đại. Hắn là nhật nguyệt cảnh đại cực vị, tự nhiên không để Lăng Hàn vào mắt. Lăng Hàn cười ha ha, tức giận nói, trước không nói bản đồ này nguyên bản có thuộc về các ngươi hay không, nhưng nếu là ta được, các ngươi muốn lấy về, làm sao cũng phải thả thái độ thấp một chút. Ta lại không phải nô tài của các ngươi, các ngươi lại một bộ ngạo mạn trên cao nhìn xuống, làm sao ta nợ các ngươi sao? Đánh giám, một người trẻ tuổi trách mắng, đây vốn chính là vật của chúng ta, trả cho chúng ta không nên sao? Lăng Hàn bật cười, vật của các ngươi, tấm bản đồ này tồn tại mấy nghìn vạn năm chính là đồ cổ chủ nhân chân chính đã sớm chết tại sao có chuyện của các ngươi nhiều nhất cũng chỉ là các ngươi từ nơi nào giành được không cần lẽ thẳng khí hùng như thế người trẻ tuổi người đây là muốn tự mình chuốc lấy cực khổ sao lão giả hừ nói thất sư thúc không cần phế thoại với người như thế bắt hắn nữ tử nói ở đây cũng chỉ có nàng mới dám nói như vậy ai bảo nàng được sủng ái chứ lão giả suy nghĩ một chút mới nói được rồi tận lực không nên đả thương người. Bảy người trẻ tuổi đều cười lạnh, tận lực không muốn đả thương người mà thôi, đó chính là bị thương cũng không có vấn đề gì. Thực lực đám người này hẳn mạnh hơn tặc phỉ lúc trước nhiều lắm, chứ lão giả là nhật nguyệt cảnh đại cực vị, bảy người này cũng tiến vào nhật nguyệt cảnh, thực lực từ tiểu cực vị sơ kỳ đến đỉnh phong không giống, nhưng không có người nào bước vào trung cực vị. Cũng phải, nếu không có chút thực lực, sao dám đến chỗ này tìm kiếm đám tặc phỉ kia? Như vậy xem ra, tấm bản đồ bảo tàng này thật có chút giá trị. Chương 1305, kiếm uy vô địch thượng. Chương sau chương tiếp Lăng Hàn tâm niệm vừa động, thu bản đồ và quả trứng vào trong hắc tháp, về sau lãnh đạm nói: "Tuy các ngươi không phải tặc phỉ, nhưng không tốt hơn chỗ nào. Cho các ngươi cảnh cáo cuối cùng, xin lỗi ta, bằng không, các ngươi tự cầu nhiều phúc đi." Thực sự là buồn cười, lúc này còn dám uy hiếp chúng ta. Trực tiếp giết hắn, dù sao không gian linh khí lại chạy không được. Đúng, làm thịt, chúng ta chính là đệ tử của thiên kiếm cung bảy người này đều nói thiên kiếm cung lang hàn nhất thời sát khí bùng cháy còn không có đi tìm ngũ tông phiền phức cái này liền gặp được thật đúng là có phong phạm của ngũ tông lớn lối như vậy hắn thản nhiên nói các ngươi không sợ ta có hậu trường có thể trở tay liền diệt thiên kiếm cung gì kia ha ha người chân chính có hậu trường sẽ như ngươi một người chạy loạn khẳng định có người hộ đạo ở trong bóng tối bảo hộ một người trẻ tuổi nói cho bọn họ là ngu ngốc sao người nào dễ chọc người nào không dễ chọc bọn họ biết rất rõ. Hơn nữa, nói cho ngươi biết một việc, một người trẻ tuổi khác nói, "Phàm là người thế lực lớn, trên người đều có tiêu chí rõ ràng." Hắn giơ tay áo lên, chỉ thấy phía trên thêu một thanh kiếm rất nhỏ, không chú ý mà nói thật đúng là nhìn không thấy. Thì ra là thế, Lăng Hàn gật đầu nói, "Cảm ơn tin tức này của các ngươi, mà ban thưởng chính là ta đưa các ngươi lên đường." Hắn muốn đẩy ngã Ngô Tông, nhưng không có ý đuổi tận giết tuyệt tất cả mọi người bởi vì hắn cho rằng trong môn phái lại tệ cũng có người chính nghĩa bởi vậy hắn chỉ dự định giải tán ngũ tông chu diệt nhân vật cao tầng tiếp đó để những người khác rời đi nhưng đám người trước mặt này ha ha, để hắn dâng lên sát ý thực sự là dõng dạc bảy người này đều cười lạnh chớ nhìn bọn họ trẻ tuổi nhưng cái nào không phải tu luyện hai ba chục vạn năm trong tay không biết nhiễm qua bao nhiêu tiên huyết làm sao có thể có lòng dạ đàn bà bản đồ bảo tàng quan hệ quá nhiều tuyệt không thể lưu người sống Giết, bảy người xuất thủ, không lưu tình chút nào. Lăng Hàn hừ lạnh một tiếng, trong nháy mắt, kiếm khí như mưa, cuồng tảo về phía bảy người. Trước không có hạ sát thủ, không phải là hắn nhân từ nương tay, mà là không có tập quán lạm sát, nhưng bây giờ đám người này muốn chết mình, vậy hắn tự nhiên không ngại đưa bọn họ đi Tây Thiên. Không tốt, lão giả vừa thấy Lăng Hàn xuất thủ, nhất thời quá sợ hãi. Thật đáng sợ, rõ ràng chỉ trong nháy mắt mà thôi, nhưng bộc phát ra chiến lược lại sắp có thể sánh ngang hắn. Phải biết rằng, Lăng Hàn đã là tiểu cực vị trung kỳ, lực lượng trên lục tinh, bởi vậy, chiến lược trên thực tế của hắn là trung cực vị đỉnh phong, này là đáng sợ đến bực nào. Phốc phốc phốc, bảy người đồng thời bị kiếm vũ đánh nát đầu, không có một ai toàn thây. Tuy lão giả xuất thủ, nhưng vẫn chậm một bước, chỉ có thể trơ mắt nhìn bảy hậu bối bị tàn sát. Đây chính là thiên tài tông môn nuôi dưỡng mười mấy, hai mươi vạn năm A. À. Trong lòng lão giả nhỏ máu, hắn hung tợn nhìn Lăng Hàn, tiểu tử, Lão phu muốn bầm thay ngươi. Thế lực Nhật Nguyệt Cảnh giống như Thiên Kiếm Tông, người mạnh nhất cũng bất quá là Nhật Nguyệt Cảnh đại viên mãn, vì vậy, Nhật Nguyệt Cảnh tiểu cực vị cũng là lực lượng không thể coi thường, thậm chí có thể nói là trụ cột vững vàng trong tông. Nhưng bây giờ thì sao, lại bị thu gặt, vô số tài nguyên tích lũy hóa thành nước chảy về biển đông. Lão giả có đầy đủ lý do tức giận, mở ra bàn tay lớn, hai nhật nguyệt hiện lên, tản ra sát khí vô tận. Đại cực vị trung kỳ, thình thịch, lang hàn một quyền đón nhận nhưng lập tức bị đánh bay, tranh lệch hai tinh lực lượng thật có chút lớn, làm cho cả người hắn phun ra một đoàn huyết vụ, hoàn hảo, thần cốt cứng cỏi, không có bị chặt đứt. Tốt tiểu tử ngươi, lão giả nhìn chằm chằm lăng hàn, trên mặt có khiếp sợ mãnh liệt. Nếu so cảnh giới, hắn cao hơn lăng hàn chọn hai cảnh giới nhỏ, trên lý thuyết mà nói, đây là tranh lệch tới tám tinh, lăng hàn tuyệt đối bị giết trong nháy mắt. Nhưng sự thực lại khác, tuy lực lượng của lăng hàn không địch nổi, nhưng chỉ bị đả thương, không chết, thậm chí ngay cả trọng thương cũng không tính. Điều này khiến người ta như thế nào tin tưởng, nhưng, người vẫn khó thoát cái chết. Lão giả lạnh lùng, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, dù cho không thể trong nháy mắt giết Lăng Hàn, nhưng chỉ cần oanh nhiều vài cái, tiểu tử này cuối cùng vẫn phải chết. Lăng Hàn cười ha ha, chưa chắc đâu, lấy ra một viên lôi bạo đan dùng, ba ba ba, cả người nhất thời đan sen lôi quang, lực lượng tăng lên rất nhiều. Lôi bạo đan, có thể đề thăng hai tinh chiến lực. Lăng Hàn phất tay một cái, khí thế tăng vọt, chỉ cảm thấy cả người tràn đầy lực lượng. Lôi bạo đan là thần đan cấp 6, trên lý thuyết có thể để năng lực chiến đấu của một nhật nguyệt cảnh trung cực vị đề thăng hai tinh. Chẳng qua cảnh giới càng cao, biên độ tăng lên lại càng nhỏ. Bây giờ năng lực chiến đấu của Lăng Hàn đã vào tới trung cực vị đỉnh phong, vì vậy, lôi bạo đan không còn hiệu quả tăng lên hai tinh, mà chỉ hơn một tinh chút xíu, nhưng cái này cũng phi thường đáng sợ, lực lượng tăng vào thập bội A. Trở lại, hắn lao lên, chủ động triển khai sát phạt lão giả thiên kiếm cung. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, hai người không ngừng đối oanh, ở trên so đấu lực lượng, vẫn là lăng hàn rơi vào hạ phong, dù sao cũng kém một tinh. Ha ha, thanh niên, chết sớm thì sớm siêu sinh, còn không từ bỏ chống lại, để lão phu kiến ngươi lên đường, chỉ ít cũng có thể cho ngươi chết không thống khổ. Trong lòng lão giả đại định, đối phương dùng thuốc cũng không gì hơn cái này. Ngươi cao hứng quá sớm rồi, lăng hàn vận chuyển thiên kiếp chi lực, Nhất thời tản mát ra một tia thiên uy. Cái gì? Lão giả nhất thời biến sắc, cổ uy thế này làm cho tâm can của hắn đều co rụt lại. Trên người một thanh niên làm sao có thể tản mát ra uy thế như vậy? Thật đáng sợ, làm hắn như đối mặt đại năng, hiện lên kính nể vô tận, ở dưới áp chế như vậy, lực lượng của hắn nhất thời sụt giảm thập bội. Lực lượng, ngang hàng, tại sao sẽ như vậy? Hắn nhịn không được kinh hô, Lang Hàn cười nhạt, ngoại trừ hắn ra, ai có thể ở trong thiên kiếp ung dung phỏng đoán? từ đó có thể ngộ. Người độ kiếp, đều phải toàn lực ứng phó, mà hắn, khí lực vượt qua cảnh giới một tầng thứ, dù cho ở trong thiên kiếp cũng có thể bình tĩnh tâm thần. Lão đầu, chịu chết đi, tuy lão giả giật mình, nhưng không có bối rối, tuy thủ đoạn của đối phương lấp lấp, nhưng bây giờ lực lượng song phương cũng chỉ ngang hàng mà thôi, lại có sợ gì a? À? Trường 1306, kiếm uy vô địch hạ. Muốn giết ta, người còn sớm một ngàn vạn năm, lão giả hư lạnh, tế xuất một thanh trường kiếm, quét tới Lăng Hàn. Là nhân vật trưởng lão của Thiên Kiếm Cung, đương nhiên cũng là cao thủ kiếm đạo, mà thần kiếm trong tay càng là thần khí cấp 7, bị ôn dưỡng vô số năm, có thể nói là nhân kiếm hợp nhất, hai người tuyệt đối là một cộng một nhưng lớn hơn hai. Một kiếm ra, hắn như một con báo nhảy vọt, mang theo kiếm ý vô tận, dẫn động đại thế, chân áp tới Lăng Hàn. Thật sao, Lăng Hàn cười nhạt, sử dụng tiên ma kiếm, ông, thanh bảo kiếm này phát quang, uy thế đáng sợ không gì sánh được. Phải, Tiên ma kiếm đồng dạng ở trong thiên kiếp đánh qua nhiều lần, hơn nữa, ngày đêm được Lăng Hàn dùng ý chí võ đạo ân cần săn sóc, nên cũng có thiên uy. Tuy ở trên phẩm cấp, tiên ma kiếm vẫn là cấp 5, nhưng uy lực lại vượt xa tầng thứ này, tự như Lăng Hàn, căn bản không thể lấy cảnh giới đến cân nhắc năng lực chiến đấu. Tiên ma kiếm vừa ra, bảo kiếm trong tay lão giả nhất thời ảm đạm phai mờ. Phệ kim thiết ha, tương lai có thể tiến hóa đến tiên kim. Lần này lão giả thật luống cuống, thanh kiếm kia quá hung, cho hắn một loại cảm giác đáng sợ. Lăng Hàn triển khai lôi đình kiếm pháp, một kiếm phi tiên. Lão giả vội chống đỡ, nhưng kiếm pháp của đối phương vừa nhanh vừa nặng, làm cho hắn chống đỡ mệt mỏi, cảm thấy chỉ cần có một chút sơ sẩy sẽ bị đối phương chém dụng Mồ hôi lạnh chảy ra, chỉ cảm thấy mình như bồi hồi ở trên biên giới tử vong, chỉ cần có một chút vô ý sẽ chết. Điều này làm cho hắn hiện lên hàn ý vô tận, chỉ muốn rời đi địa phương quỷ quái này, mời đại năng chân chính trong tông môn tới tiêu diệt thanh niên này. Lăng Hàn càng chiến càng hăng, tiên ma kiếm cho hắn rất nhiều kinh nghỉ, thần kiếm này không hổ là tiên kim tương lai, chẳng những tràn đầy tính dai, hơn nữa uy lực mạnh mẽ không gì sánh được. Cái này rất giống tiên ma kiếm vốn chính là tồn tại mạnh hơn, chỉ cần lấy một phần lực lượng đi kích phát, liền có thể sản sinh uy lực cực mạnh. Tiên kiếm kích dương cửu trọng, ai có thể địch nổi. Phốc 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 phốc, thần huyết phẩy ra, kiếm khí tung hoành, như từng thanh thần nhận, chém đến lão giả cả người là máu đây mới là uy lực chân chính của tiên ma kiếm kiếm khí khẽ động hình thành nghìn vạn kiếm ảnh kiếm kiếm đoạt mệnh ngươi rốt cuộc là người phương nào tại sao muốn là địch với thiên kiếm cung ta lão giả bị ép nhịn không được kêu to lang hàn kém chút nữa bật cười đầu óc của ngươi bị lừa đá sao rõ ràng là các ngươi chủ động khiêu khích ta nhưng làm sao lại đảo ngược hắc bạch hắn lắc đầu nói lại nói tiếp ta cùng với thiên kiếm cung thật là có đại hật sẽ có một ngày ta triệt để xóa đi thế lực này khỏi thần giới lão giả ngạc nhiên đối phương thật đúng là có cửu oán với thiên kiếm cung liền để ngươi chết minh bạch ta đến từ hàng thiên đại lục lăng hàn lạnh lùng thôi động tiên ma kiếm gấp hơn kích thích ra ngàn vạn kiếm ảnh mỗi một kiếm ảnh liền tương đương với một kích toàn lực của lăng hàn lão giả làm sao ngăn cản ngươi 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 là lăng hàn a à, lão giả mạnh mẽ nhớ lại một người nhưng cả người bị kiếm ảnh chém bay ra ngoài hai cánh tay bị tước mất thần huyết phun trào nhưng hắn không để ý tới cảm giác đau chỉ khiếp sợ nhìn lăng hàn trong ánh mắt tất cả đều là bất khả tư nghị phàm là người ngũ tông tự nhiên đều biết lăng hàn là đế vương khai thiên tới thần giới phá hủy ngũ tông kinh doanh vô số năm nhưng mới qua mấy năm làm sao người này liền từ phá hư cảnh bước vào nhật nguyệt cảnh hơn nữa năng lực chiến đấu thật đáng sợ rõ ràng chỉ là tiểu cực vị trung kỳ nhưng ngay cả mình cũng không phải là đối thủ một đại địch như vậy đang ở dưới mí mắt của ngũ tông phát triển nội tình Thật nguy hiểm a. À. Lão già, có thể an tâm lên đường chưa? Lang Hàn cười, lão giả của Thiên kiếm cung gắt gao nhìn Lang Hàn, nguyên lực từ trong tay cột tuôn ra, hóa thành hình tay, với thần linh mà nói, tứ chi đều gãy cũng sẽ không hoàn toàn mất đi năng lực chiến đấu. Nhưng bây giờ hắn đã không có dũng khí chiến đấu, phải lập tức trở về kiếm cung, bẩm báo cao tầng chuyện Lang Hàn ở chỗ này. Thật đáng sợ, tiểu tử này yêu nghiệt như quái vật, cho hắn mấy năm nữa mà nói, không phải sẽ đạt tới Nhật Nguyệt cảnh đại viên mãn thậm chí tinh thần cảnh rồi hả? Đến lúc đó, dù ngũ tông liên thủ thì như thế nào, ai có thể địch nổi? Bây giờ mà nói, trong ngũ tông vẫn có rất nhiều cường giả, mấy vị mạnh nhất thậm chí có chiến lực tứ tinh, tùy tiện đi lên một vị. Gần như, có khả năng tiêu diệt tiểu tử này, cái mạng của mình rất quý, không thể chết ở chỗ này. Lão giả tự nhủ như vậy, tuyệt đối không thừa nhận mình sợ chết, mà đặt mình vào vị trí vĩ nhân. Chỉ là vừa rồi ở trạng thái toàn thịnh cũng không địch lại lăng hàn, hiện tại chặt đứt hai cánh tay, năng lực chiến đấu tổn hao nhiều, lúc này còn muốn chạy. Mặc dù là cường giả thiên kiếm cung, nhưng giới hạn trong tầng thứ thiên kiếm cung, trên người thật không có con bài chưa lật gì. Suốt đời tích xúc đều tốn ở trên thần khí cấp 7, đáng tiếc, thanh thần khí này cũng không bảo vệ được mình. Lão giả liều mạng, muốn mở một đường máu, chỉ cần có thể chạy đến lang nha thành, vậy lang hàn khẳng định không dám xuất thủ, mặc kệ có ân oán gì, trong lang nha thành là cấm sinh linh thần giới tự giết lẫn nhau nòng súng chỉ nhắm bên ngoài. lang Hàn cười nhạt, còn muốn chạy trốn. Một kiếm chém ra, tiên ma kiếm chém ra kiếm ảnh ngàn vạn. Đây cũng không phải bí pháp huyền diệu gì, mà là uy năng của tiên ma kiếm. Nếu không như thế, nó sao có thể được xưng là tiên kim tương lai? Hiu hiu hiu, kiếm ảnh như mưa, kinh động cửu thiên. Thần khí cấp 7 của lão giả tự hành vũ động, đoạn hậu thay lão giả, tranh thủ cơ hội chạy lấy mạng. Đây là thần khí cùng binh khí khác biệt, hoặc là có khí linh, hoặc là sở hữu ý chí võ đạo, Tương đương có ý thức của mình. Lăng Hàn phóng xuất tiên ma kiếm đối kháng, mình thì sử dụng Diệt Long tinh thần tiễn, hưu, bắn ra một mũi tên nhanh như thiểm điện. Phốc, sau lưng lão giả nhất thời nổ tung, cả người phủ phục trên đất, phát sinh tiếng kêu thê lương, mũi tên này để hắn tổn thương không nhẹ. Mà tiên ma kiếm toát ra ngàn vạn kiếm ảnh, trấn áp thanh thần khí cấp 7 kia. Thật khó có thể tưởng tượng, thần khí cấp 5 lại có thể trấn áp thần khí cấp 7, đây hoàn toàn là phản quy luật võ đạo a chương 1307, cuối cùng thấy người ngọc. Nhưng ai bảo tài liệu tiên ma kiếm quá trâu bò cơ chứ? Lăng Hàn nhảy ra, lấy chỉ làm kiếm, triển khai lôi đình kiếm pháp, sát khí đan dệt. Thể phách tương đương với thần thiết cấp 6, vì vậy, lấy chỉ làm kiếm đánh ra công kích đồng dạng không thể khinh thường, hoàn toàn không kém gì thần binh cấp 6. Lão giả còn muốn giấy ruộng, lại bị ngàn vạn kiếm khí xuyên tim, thân thể bị đánh thành hai đoạn. Nhưng thần linh không thể dễ dàng chết như thế, thần hồn xuất khiếu, liền muốn phi đột. Trên lý thuyết mà nói, không có nhục thân, thần hồn chính là lục bình không dễ, chẳng mấy chốc sẽ suy kiệt, cuối cùng tử vong. Nhưng bản thân càng mạnh mẽ, tốc độ suy kiệt sẽ càng chậm, nhật nguyệt cảnh đại cực vị làm sao cũng có thể chống đỡ hơn mấy tháng, đủ để tìm được một thi thể mới mẻ, hoặc dứt khoát thay thế một người sống, đoạt xá. Hừ, lang hàn nhẹ nhàng bắn chỉ ra, một đạo kiếm khí đuổi theo, ba, thần hồn của lão giả bị chém vỡ, triệt để tiêu vong. Thần kiếm của lão giả lập tức phát sinh gào thét, muốn phi đột đi, nhưng bị Tiên Ma kiếm chém mấy trăm kiếm, ý chí võ đạo trong đó bị giảo diệt, hóa thành một thanh lợi kiếm tầm thường. Đã không có ý chí võ đạo, thần khí liền không phải thần khí, mà chỉ là lợi khí. Lăng Hàn thu thanh kiếm này vào, về sau có thể cho Tiên Ma kiếm thôn phệ, tự nhiên không thể lãng phí. Không nghĩ tới sẽ ở dưới tình huống như vậy gặp Ngô Tông, chẳng qua, bọn chúng mất tàng bảo đồ còn chuyên môn phái người đến tìm kiếm có thể thấy được không bình thường lăng hàn một lần nữa lấy ra tàng bảo đồ chỉ là hắn hiểu vân đính tinh cực kỳ thương cảm làm sao cũng nghiên cứu không ra thôi thôi ngay cả ngũ tông cũng chưa hiểu rõ bằng không sao lại mang theo tàng bảo đồ chạy loạn khắp nơi khẳng định đã độc chiếm bảo tàng vẫn là xem tình huống đi nếu như vừa vặn gặp phải liền không ngại lấy đi bằng không cũng không cần lãng phí sức lực lăng hàn trở lại chỗ cũ tiếp tục đợi từ nguyệt quân xuất động một bên thì thả quả trứng kia ra, để nó tiếp tục phơi nắng, xem có thể ra tốc nó trưởng thành hay không. Mấy phút sau, thỏ cùng lão nhân sâm trở về, dáng dấp đều chật vật, thì ra chúng ta ngộ cường giả minh giới, nếu không phải đều có thể độn thổ, khẳng định bị làm thành canh thịt thỏ nhân sâm. Tiểu hàn tử, nhanh theo thỏ ra, đòi lại cái mặt mũi này. Con thỏ kéo lăng hàn, đúng đúng đúng, sâm ra từ nhỏ đến lớn đều không có bị thua thiệt như vậy, không thể cứ tính như vậy độc nhãn long kia một kiếm xém chút nữa nạo của quý của sâm gia cần cầm 20 cái yếm mới có thể an ủi. Lão nhân sâm lấy ra một cái yếm màu hồng, hít một hơi, nhất thời trở nên thần thanh khí sảng. ba Lang hàn một cước đạp bay, tại sao có thể có ngũ hành chi linh bị ổi như vậy? So sánh với đó, thạch đầu nhân như là tấm gương đạo đức A. À. Không rảnh, lang hàn cự tuyệt, các ngươi rãnh rỗi như vậy, nhanh đi giúp ta tìm hiểu, lúc nào tử nguyệt quân sẽ xuất động. Tiểu tử, không hổ là người xâm ra coi trọng, lão nhân xâm chạy trở về, một bộ người trong đồng đạo. Chẳng qua ngươi so với xâm ra càng tham, lại muốn một lưới bắt hết, ngay cả xâm ra cũng không thể không viết chữ phục A. À. Lăng Hàn cười ha ha, lần nữa đạp một cước, A, à, giữa tiếng kêu gào thê thảm, lão nhân xâm bị đạp đến bỏ chạy. Tiểu tử, ngươi xong chưa A, à. thanh âm càng ngày càng xa, lão nhân xâm hóa thành một tiểu tinh tinh, rốt cuộc cũng thanh tịnh. Ồ, Lăng Hàn mạnh mẽ đứng lên, chỉ thấy bên ngoài trăm dặm một chi nhân mã đang từ trong đại doanh của tử nguyệt quân xuất hiện lấy năng lực của thần linh cách trăm dặm cũng có thể thấy tinh tường cách xa như vậy là bởi vì trong tử nguyệt quân có một cường giả hằng hà cảnh tỏa chấn năng lực cảm ứng tất nhiên đáng sợ không gì sánh được nên không dám áp sát quá gần bằng không bị một cường giả hằng hà cảnh cho là ngươi đang cố ý thăm dò mà nói vậy thì thật là giết ngươi không cần thương lượng a mặc dù nói hiện tại mọi người nhất trí đối ngoại nhưng hằng hà cảnh xuất thủ ai dám nói chứ một lần lại một lần đều chứng minh thế giới này chính là kẻ có năng lực mới có thể xương vương chẳng qua tử nguyệt quân rốt cục xuất động mặc dù chỉ là một tiểu bộ đội lang hàn phát động chân thị chi nhãn như vậy có thể thấy tinh tường mỗi người cổ bộ đội này chỉ khoảng trăm người lang hàn từ đầu tới đuôi nhìn lại khi ánh mắt của hắn đảo qua một người đột nhiên dừng lại lộ ra thần sắc kích động thiên phượng nương tử của ta thời gian qua vạn năm rốt cục được tái kiến cố nhân Thiên phượng thần nữ mới lên thần giới một vạn năm, liền bước vào nhật nguyệt cảnh đại viên mãn, cái này mang tới chỗ tốt nhất là, dung nhan của nàng không thay đổi chút nào, vẫn dừng lại ở tuyệt mỹ, lung linh, say động lòng người năm đó. Đây là đệ nhất mỹ nữ của hàng thiên đại lục năm đó, dù cho đến thần giới, nàng vẫn có thể xưng tuyệt sắc, bằng không có thể làm cho tiểu tử tạ ra kia nhất kiến trung tình sao. Chỉ là mỹ nữ giống như nàng không còn là độc nhất vô nhị, nếu không cũng không tới phiên tạ đông lai xuất thủ, càng nhiều đại nhân vật sẽ bắt nàng kim ốc tàng kiều với nam nhân mà nói tu luyện mạnh mẽ là vì cái gì không phải vì quyền lực cùng mỹ nhân sao bị nhìn chăm chú lâu thiên phượng thần nữ hiện lên cảm ứng nhìn sang phương hướng của lăng hàn làm sao vậy ở bên cạnh thiên phượng thần nữ là một nữ tử dung mạo xấu xí nàng phát hiện thiên phượng thần nữ biểu hiện có chút dị thường không khỏi hỏi thiên phượng thần nữ mỉm cười lắc đầu không có việc gì trong lòng nàng thầm lo, tạ ra nhanh như vậy lại tìm được nàng sao. Lăng Hàn nhìn theo tiểu bộ đội ly khai quân doanh, cũng vội vàng đi theo. Tiểu tử, cưa muội tử cũng đừng quên xâm ra a. À. Lão nhân xâm đuổi theo, mỹ nữ gì gì đó, hắn thích nhất. Con thỏ thì suy một tiếng, không có tiền đồ, nhưng cũng đuổi theo, bởi vì phương hướng Lăng Hàn đi chính là chỗ sâu của hai giới, còn chờ Lăng Hàn báo thù đây này. Hắn theo chi tiểu đội này, quy tắc của nơi này rất cổ quái, rất bất lợi cho chạy đi, Buổi tối, chỉ bộ đội này dừng lại xây dựng cơ sở tạm thời, cần nghỉ ngơi một đêm, bảo trì trạng thái tốt nhất. Lăng Hàn thì dừng ở càng xa, cũng đồng dạng nghỉ ngơi một đêm. Lão nhân sâm rất không chịu an phận, muốn đi đánh lén ban đêm, kết quả bị Lăng Hàn đánh một trận. Nói giỡn, lần này có lão bà của ta ở bên trong, sao có thể dễ dàng tha thứ lão nhân sâm đi rình coi. chương 1308, đụng mặt, tiểu tử, người quá không có nghĩa khí, nhiều muội tử như vậy người cua hết sao, ngươi ăn thịt cũng không chừa cho sâm ra chút canh, đại gia nguyền rủa cả nhà ngươi a! À. lão nhân sâm hổn hển nói nhảm nữa, liền ném ngươi vào nồi. lang hàn uy hiếp, tốt tốt, con thỏ thì lau nước bọt nói, thỏ ra đã sớm chuẩn bị xong củi lửa rồi, nó ném ra một đống lớn than củi, hơn nữa không phải phàm phẩm mà là tử đàn mộc, là hỏa nguyên luyện đan, luyện khí tốt nhất. cái này dùng để nấu đồ ăn, thật là xa xỉ. lão nhân sâm mục trừng ngốc khẩu chỉ vào con thỏ tốt ngươi cái con thỏ chết bầm rõ ràng vẫn cùng xâm ra xương huynh gọi đệ thì ra vẫn nhớ một thân thịt của sâm ra a à. cây cải củ ngươi không vào nồi người nào vào nồi cống hiến một thân thịt tạo phúc muôn dân chúng đi thỏ ra sẽ vĩnh viễn nhớ ngươi con thỏ cố tình chính kinh một bên thì bỡ mông tiểu hàn tử ngươi nói có nên rửa lão nhân sâm này một chút hay không rửa muội muội ngươi a à. lão nhân sâm vội lẩn tránh rất xa thật sợ hai tiện nhân này hứng lên nổi lửa cho mình vào nồi a à. Lăng Hàn không có tâm tình để ý tới mấy kẻ dở hơi, mà đang suy nghĩ như thế nào để đáp lời với thiên phượng thần nữ. Quả thật rất nóng ruột A. À. Ngày thứ hai, quân đội nhổ trại phát động, lại đi được ngàn dặm. Như vậy, bốn ngày sau, nhóm người này tới sâu chiến trường hai giới, hoàn cảnh trở nên càng ác liệt, linh khí cần cỗi không nói, quy tắc xung đột cũng càng rõ ràng, có chút là quy tắc thần giới, có chút thì quy tắc của minh giới. Cái này tạo thành hậu quả là, một minh một thần năng lực của sinh linh rõ ràng hẳn là giống nhau, có ở chỗ này đánh, là cường giả minh giới lợi hại, đổi lại một cái, lại là cường giả thần giới như bức. Vì vậy, ở chỗ này khai chiến, tuyển điểm giao chiến thích hợp cũng rất trọng yếu, nếu không, có khả năng thắng nhưng phải bại, khả năng bại lại có thể lật bàn. Mà ngày này, từ Nguyệt Quân rốt cục gặp một chi quân đội minh giới. Đối phương cũng là một chi tiểu đội, sau khi gặp nhau, chỉ trải qua rằng co ngắn ngủi, liền lập tức triển khai đại chiến chính là cơ hội, lăng hàn lập tức lao ra đánh tới chi quân đội minh giới kia. gặp phải sinh linh minh giới, người người có trách nhiệm xuất thủ, mà sau khi kết làm tình nghĩa chiến đấu, lại muốn tìm thiên phượng thần nữ nói chuyện phòng the. a à, nhầm nói chuyện nhân sinh trở nên đơn giản hơn rất nhiều. sinh linh minh giới cùng thần giới có tiên minh bất đồng, một bên luôn quấn quanh khí tức tạ ác, âm sâm, liếc mắt là có thể thấy tinh tường. nếu như so thần giới là dương mà nói, vậy minh giới chính là âm. Nếu như thần giới là hỏa, vậy minh giới chính là thủy, giống như một trang giấy hai mặt, loại tương phản này tưởng chừng như là khác ở trong xương, làm sao cũng không có khả năng xóa đi. Chi quân đội minh giới này rõ ràng đều là hình người, nhưng có sừng, có đuôi, bởi vì khí thức tạ ác quấn quanh, làm cho chúng hoàn toàn bất đồng yêu thú thần giới biến thành hình người. Chúng đại thể sử dụng trường mâu, thỉnh thoảng cũng có sử dụng kiếm, đao, năng lực chiến đấu từ sơn hà cảnh đến nhật nguyệt cảnh không đồng đều. Tử nguyệt quân cũng như vậy, vì vậy một khi động thủ, liền hóa thành ác chiến. Lăng Hàn giết đến, không nói hai lời, trực tiếp động thủ. Cũng không cần tiên ma kiếm, hai tay huy động, từng quyền hành hung. Mặc dù không có vận dụng pháp thuật mạnh nhất, nhưng đã tu ra một tia thiên kiếp oai, mỗi một quyền tự nhiên mang theo uy năng vô thượng, một quyền xuống, nếu như năng lực không bằng, vậy thực sự là đụng liền chết. Hắn hóa thành một cỗ máy giết chóc, một quyền xuống cơ bản có thể giết chết một tên, thi thể thì bị thu vào trong hắc tháp, này có thể dùng đổi lấy công huân, tự nhiên không thể không để ý. Sau khi giết hơn 10 sinh linh minh giới, cuối cùng đưa tới cường giả chú ý, một cường giả minh giới bọc trong khôi giáp theo dõi, huy động một chi trường mâu sát phạt tới. Hừ, trong một tiếng phượng lệ, thiên phượng thần nữ cũng lướt tới, phía sau nàng phóng ra phượng rực dài trăm dặm, đốt lấy thần diễm, chỉ rung lên liền thiêu sạch nghìn dặm. Phượng rực bắn ra hàng vạn hàng nghìn liệt diễm chi vũ, đánh về phía cường giả minh giới. Nơi này có ta, người đi chỗ khác đi, thiên phượng thần nữ lạnh lùng nói sách cái này có tính tâm hữu linh tê biết hộ phu hay không lang hàn cười ha ha một tiếng cũng không có cậy mạnh thân hình nhảy động lướt về phía sinh linh minh giới khác hiệu suất tàn sát nhật nguyệt cảnh cấp thấp thực sự là quá cao ở dưới sự trợ giúp của hắn nhật nguyệt cảnh cấp thấp trong quân đội minh giới rất nhanh liền bị tàn sát sạch sẽ chỉ còn lại có bảy tồn tại đại viên mãn nhóm này không có ham chiến rất nhanh thì lui lại rời đi tử nguyệt quân truy kích một hồi nhưng nhật nguyệt cảnh đại viên mãn cũng không phải nói giết là có thể giết cuối cùng cũng chỉ bị thương nặng một người một cái cũng không thể lưu lại tiểu huynh đệ đa tạ ngươi nhóm nương tử quân kiểm lại tổn thất một chút sau đó tạ ơn lăng hàn đối kháng minh giới người người có trách nhiệm lăng hàn nói sau đó nhìn về phía thiên phượng thần nữ đa tạ cô nương tương trợ chúng ta trước kia có gặp qua không thiên phượng thần nữ kinh ngạc nói dáng dấp của đối phương rất xa lạ nhưng nhãn thần lại cho nàng một loại cảm giác quen thuộc để cho tâm linh như giếng nước yên tĩnh của nàng dao động lên một tia rung động không hổ là thê tử quả nhiên có cảm giác lăng hàn cười cười nói hẳn là không thể nào đâu được rồi soái ca ngươi tên gì trong nương tử quân có không ít tiểu cô nương từng cái gan rất lớn ném mị nhãn cho lăng hàn lăng hàn liếc mắt nhìn thiên phượng thần nữ nói lăng hàn a à, thiên phượng thần nữ kinh hô thiên phượng tỷ làm sao vậy có mấy nữ nhìn lại thiên phượng thần nữ không có gì thiên phượng thần nữ lắc đầu đây chỉ là hai người trùng tên trùng họ lăng hàn của nàng hẳn đã sớm chết ở hàng thiên đại lục các vị chỗ ta có rất nhiều đan dược bao trị bách bệnh lăng hàn móc ra đan dược quyết định lung lạc nhân tâm thiên phượng thần nữ hiển nhiên phải ở trong tử nguyệt quân một khoảng thời gian mà tử nguyệt quân lại bài xích nam tính bởi vậy lăng hàn liền muốn cùng chút nữ binh này đánh tốt quan hệ để các nàng chiếu ứng một chút chúng nữ đều đại hỉ võ đạo giới chân quý nhất đương nhiên là đan dược luận đơn giá so ra kém thần khí, nhưng bởi vì là tiêu hao phẩm, nên tuyệt đối là vật quý nhất thần giới. chương 1309, Thư Tình, lang Hàn cư nhiên cầm đan dược đưa cho, đây quả thực hào phóng đến phá sản. Không có việc gì, ta chính là một đan sư, đan dược A, chỉ là chút lòng thành. lang Hàn cười nói, vừa nói như vậy, chúng nhân càng khiếp sợ, đan sư A, đây chính là địa vị cao cả. Đan sư đồng dạng án tiểu cảnh giới chia làm 20 cấp, đối ứng võ đạo, mà nếu thực lực đan đạo cùng võ đạo bằng nhau, như vậy tất nhiên là đan sư càng thêm như bức. Này là do nhu cầu quyết định, rất nhiều cô nương mắt sáng lên, võ đạo giới tàn khốc, đừng nhìn võ giả rất nhiêu, nhưng ai biết có ngày mai hay không, nói không chừng ngày nào đó sẽ đột tử. Mà đan sư liền ổn định, chỉ cần không chủ động tham gia võ giả ân oán, địa vị cao cả, chỉ có người cầu xin. Bởi vậy, muốn lập gia đình mà nói, đan sư tuyệt đối là thí sinh tốt nhất. Lăng đại sư, ngươi là đan sư cấp mấy? những cô nương này đều hỏi, miễn cưỡng coi như cấp 8 đi. Lăng Hàn cười nói, vì lập quan hệ với thê tử, hắn cũng liều mạng. Vừa nói như vậy, đừng nói các tiểu cô nương mỗi người lộ ra vẻ mê trai, ngay cả rất nhiều nhật nguyệt cảnh đại viên mãn cũng tâm độc, nhãn thần nhìn về phía Lăng Hàn tràn đầy quang mang, như có thể ăn người. Này tuyệt đối là con rể vàng, bất quá, đan sư cấp 8 cũng chỉ là Lăng Hàn tự mình nói, thật hay giả dĩ nhiên không có khả năng bởi vì một câu nói của đối phương mà định. Lăng Hàn cũng chỉ muốn các nàng coi trọng mà thôi, nhân cơ hội yêu cầu đồng hành với tử Nguyệt Quân, như vậy có thể chiếu ứng lẫn nhau, dù sao hắn là đan sư, chiến lực rất yếu. Doanh địa của tử Nguyệt Quân không cho phép nam nhân tiến nhập, nhưng không có nghĩa là nữ nhân trong quân đều có đặc tính thủ nam, trên thực tế, đại bộ phận người đều bình thường, thậm chí có một bộ phận nhỏ tác phong còn phóng đáng. Ở đây kiếm ăn, tùy thời khả năng mất mạng, mà chuyện nam nữ có thể ở trình độ rất lớn giảm bớt áp lực. Bởi vậy, nếu không phải tử nguyệt thần nữ có quân quy như vậy, sợ rằng tử nguyệt quân sớm đã biến thành kỹ doanh Lăng Hàn có thân phận đan sư, tự nhiên để rất nhiều tiểu cô nương xuân tâm dập dờn, khiến Lăng Hàn cảm giác có chút biểu hiện quá mức. Nhưng vì thiên phượng thần nữ, hắn vẫn mở lò luyện một ít đan dược, như thần đan dưới cấp 5 chỉ trong vòng một ngày là có thể luyện thành. Trong chi quân đội này Sơn Hà Cảnh lại chiếm đa số, những đan dược kia đưa ra, địa vị trong quân đội của Lăng Hàn tự nhiên bay lên thẳng tóc. Tuy vẫn còn có chút người không tin hắn trẻ tuổi như thế là đan sư cấp 8, nhưng ít nhất cấp 4, điểm ấy là không hề nghi ngờ. Nhưng coi là cấp 4 cũng đủ nghiêu bức, bởi vì Lăng Hàn quá trẻ, mới chút ấy tuổi liền đạt tới đan sư cấp 4, sau đó trở thành cấp 5, cấp 6 thậm chí cấp 8 thì có khó khăn gì. Bởi vậy, vài ngày ở chung, chỉ ít chín thành muội tử đều bị Lăng Hàn lay động, không có việc gì liền ưa thích chạy đi doanh chướng của hắn ném mị nhãn. Thiên phượng muội tử, giúp ta giao phong thư này cho Lăng Đại Sư. Ở trong một rừng rậm, thiên phượng thần nữ bị một trung niên phụ nhân kéo tới nói, đối phương thì đưa qua một phong thơ. Nàng không khỏi kinh ngạc, phụ nhân này gọi Chu Lệ Vân, chính là bằng hữu của nàng ở trong tử Nguyệt Quân, cảnh giới tương đồng nàng, nhưng niên linh lại lớn hơn nhiều, đã hơn 180 vạn tuổi, bởi vậy, cho dù là lấy thọ nguyên của nhật Nguyệt Cảnh Đại Viên Mãn, đối phương cũng đã bước vào trung niên. Vân tỷ, chẳng lẽ ngươi cũng động xuân tâm với người này? Thiên phượng thần nữ cười nói. Chu Lệ Vân lộ ra dáng tươi cười ngượng ngùng, ngay cả người cũng pha cho ta. Nàng dậm chân nói, nhìn bác gái trung niên này ngượng ngùng như tiểu cô nương, Thiên Phượng thần nữ không khỏi buồn cười nói: "Vì sao không tự mình đưa qua? Người ta xấu hổ a?" À? Chu Lệ Vân nhăn nhó nói. Thiên Phượng thần nữ lắc đầu nói: "Người này chưa chắc là đan sư cấp 8, hơn nữa, nàng không muốn nói thẳng, Lăng Hàn quá trẻ tuổi, tại sao có thể tiếp thu một bác gái trung niên chứ?" có nhiều tiểu cô nương trẻ tuổi mạo mỹ yêu thương nhung nhớ như vậy hoàn toàn không cần thiết chọn chu lệ vân a tướng mạo của nàng thực sự là quá bình thường người lo lắng tỉ tỉ không đủ đẹp chu lệ vân lộ ra nụ cười tự tin tướng mạo không thể ăn mà ta chính là nhật nguyệt cảnh đại viên mãn tương lai còn có hy vọng rất lớn đột phá đến tinh thần cảnh nếu hắn là người thông minh liền biết cưới ta mới phù hợp lợi ích của hắn nhất thiên phượng thần nữ không khỏi lắc đầu xem ra vị bằng hữu này cũng không phải thật thích lăng hàn mà coi trọng thân phận đan sư của đối phương nàng nói được rồi ta liền thay vân tỷ truyền tin nhớ kỹ phải nói tốt giúp ta chu lệ vân vội vàng kéo thiên phượng thần nữ ngươi xinh đẹp như vậy nam nhân đều sẽ nghe ngươi lời này làm thiên phượng thần nữ hơi nhíu mày lộ ra vẻ không thích ôi nhìn tỷ tỷ nói làm muội tử mất hứng chu lệ vân vội vàng nói tỷ là vô tâm muội tử nghìn vạn lần không cần để ở trong lòng lúc này thiên phượng thần nữ mới gật đầu nói ta truyền tin cho tỷ tỷ. Nàng trực tiếp đi tới trước lều Lăng Hàn nói. Lăng Đại Sư có ở đây không? Có, Lăng Hàn vừa nghe thanh âm này, lập tức từ trong doanh trướng đi ra, tuy hắn mê đảo một đoàn đại cô nương tiểu tức phụ, nhưng thiên phượng thần nữ không phải một cái trong số đó, còn cố ý cùng hắn giữ vững khoảng cách, làm hắn thủy chung không có cơ hội cùng đối phương đơn độc ở chung. Hiện tại, cơ hội rốt cuộc đã tới, thấy ánh mắt Lăng Hàn lửa nóng nhìn mình, thiên phượng thần nữ không khỏi lộ ra một tia không thích, nhưng nghĩ tới được người nhờ vã liền cầm thư trong tay đưa tới đây là một vị hảo tỉ muội của ta nhờ ta đưa tới nàng làm người ngượng ngùng không có ý tứ ngay mặt sao cho ngươi thư tình lăng hàn chỉ nhìn lướt qua liền có thể đoán được sắc mặt không khỏi cổ quái thê tử a thê tử người cư nhiên thay nữ nhân khác đưa thật tình đây là muốn nháo loại nào a lăng hàn không có tiếp thứ chỉ cười lên có cái gì đáng cười thiên phượng thần nữ không vui nói cái này người xác định sẽ không hối hận Lăng Hàn hỏi, thiên phượng thần nữ không giải thích được, này có cái gì phải hối hận? Nàng dơ thư trong tay nói, Vân Tỷ là một nữ nhân tốt, hy vọng ngươi có thể hảo hảo quý trọng. chương 1310, quen biết nhau. Phốc, Lăng Hàn phun ra, Vân Tỷ, mấy ngày nay hắn cũng quen thuộc người trong doanh. Biết thiên phượng thần nữ một có bạn thân là Chu Lệ Vân, mà này là một bác gái trung niên A. Bác gái A, người châu già gặm cỏ non thật được sao? Mặc dù đối với thần linh mà nói, nghiên linh đã không phải rất trọng yếu nữa nhưng nhiên linh tương đối trí cũng phải xứng đôi a à. nghĩ đến chu lệ vân mang gương mặt lão thái lang hàn không khỏi dùng mình này để hắn một năm ăn không ngon a à. ta nói ta không xa ức vạn giảm tới tìm ngươi ngươi lại đẩy ta vào trong ngực nữ nhân khác hơn nữa còn là loại bác gái này như vậy thật được sao lang hàn cười nói thiên phượng thần nữ nhất thời lộ ra vẻ cảnh giác tên này quả nhiên không có hảo tâm với mình tuyệt sắc như nàng dù cho ở thần giới cũng là mỹ nữ khó gặp, bị người ngắm vào cũng không phải sự tình kỳ quái, nhưng tâm nàng sớm đã đóng băng, sẽ không bị nam nhân nào hòa tan. Xin tự trọng, nàng nói, trọng yếu nhất chính là quý trọng người trước mắt, không nên lòng tham không đáy. Nói hay, phải quý trọng người trước mắt, lang hàn thâm tình nhìn thiên phượng thần nữ, một vạn năm không gặp, người một chút cũng không thay đổi. Người nói bậy bạ gì đó, thiên phượng thần nữ lãnh đạm nói, hắc hắc, lang hàn cười cười, Tiếp đó lấy thần thức phát sinh một chuỗi âm tiết. Thiên Phượng thần nữ nhất thời lộ ra biểu tình bất khả tư nghị, kinh hô: "Ngươi làm sao biết tên của ta? Vân Phượng tộc là hậu đại của thượng cổ chân phượng, mà một ít tộc nhân huyết mạch tinh khiết nhất sẽ chân chính thức tỉnh chân phượng chi huyết, mà đặc thù nhất chính là thức tỉnh tên thật. Này in vào trong huyết mạch, chỉ có bản thân mới biết. Tên thật đối với chân phượng mà nói có ý nghĩa rất lớn, dẫn động tên thật sẽ nhận được lực lượng đề thăng khổng lồ. Mà dựa theo tộc quy cổ lão, nếu tên thật bị người thứ hai biết, như vậy chỉ có hai lựa chọn, gả cho hắn hoặc là giết hắn. Nàng đời này chỉ nói tên thật cho một nam nhân biết. Nhưng người đàn ông này hẳn là đã sớm chết rồi. Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Nàng kinh hô, đối phương cũng gọi Lăng Hàn đã đủ kỳ quái, hiện tại còn biết tên thật của nàng. Ngốc nữ, khi dễ ta nhiều năm như vậy, bây giờ nói quên liền quên sao? Lăng Hàn cười nói, Lăng Hàn, ngươi thực sự là Lăng Hàn thiên phượng thần nữ chỉ cảm thấy ra đầu tê dại tràn đầy bất khả tư nghị là ta ta đã trở về lăng hàn gật đầu nhưng này làm sao có thể thiên phượng thần nữ mờ mịt nói trên đời này không có sự tình không có khả năng lăng hàn lắc đầu cũng tràn đầy cảm thán vạn năm trước ta đi di tích cổ thám hiểm kết quả gặp phải đại nguy cơ thân thể bị phá hủy nhưng thần hồn như kỳ tích tồn tại qua vạn năm rốt cục lần thứ hai thu được tân sinh ta khai thiên đi tới thần giới chính là vì tìm ngươi Thiên Phượng thần nữ vẫn cảm thấy bất khả tư nghị, ngươi có thể khai thiên, lúc trước Lăng Hàn hoàn toàn là bị nàng treo lên đánh, tuy ở sâu trong nội tâm nàng coi Lăng Hàn là phu quân, nhưng tính cách nàng ngạo kiều, làm sao cũng không chịu ôn nhu đối đãi. Ngay cả nàng cũng không có nắm chắc ở tiểu thế giới khai thiên, nhưng Lăng Hàn kém như vậy, bây giờ có thể mạnh như thế. Ha ha, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, ta cũng không phải là tiểu tử ngốc chỉ biết luyện đan lúc trước. Lăng Hàn cười nói, ta nói thê tử lúc đó ta bị ngươi khi dễ đủ thảm bất quá lúc này chờ cảnh giới của chúng ta tương đồng sẽ đến phiên ta khi dễ ngươi người nào ai là thê tử của ngươi thiên phượng thần nữ nhất thời đỏ mặt mắc cỡ không thôi nàng tin tưởng lăng hàn này chính là người lúc trước có thể nói ra tên thật chính là chứng minh sẽ không có cái gì minh xác hơn cái này lăng hàn cười ha ha nói là ai tự xưng lăng ra quả phụ thiên phượng thần nữ xấu hổ nàng tự xưng lăng ra quả phụ một là kỷ niệm lăng hàn hai cũng là minh trí, để nam nhân loạn thất bát tao không nên đánh chủ ý với nàng. Nhưng bây giờ thì sao, lão công chính quy đã xuất hiện. Ta nói thê tử, người xác định còn muốn giao phong thư này cho ta. Lăng Hàn chỉ chỉ thư trong tay nàng, thiên phượng thần nữ mắc cỡ chết được, nàng một tay chấn nát thư, vừa nói. Không nên trêu ta nữa, hắc hắc, Lăng Hàn cười, nhào qua nói. Đến, thê tử, từ biệt phản năm, hôn một cái đi. Cút, thiên phượng thần nữ vội vàng đẩy hắn ra vạn năm không gặp sao ngươi nói năng ngọt sắt như vậy có phải tìm nữ nhân khác hay không nói đến câu nói sau cùng nàng lập tức đằng đằng sát khí nàng là kiêu ngạo bực nào lúc trước chính là tồn tại đứng đầu hàng thiên đại lục có thể cùng kiếm đế đao hoàng tranh huy hoàn toàn chính là tính cách nữ vương làm sao có thể tiếp thu cùng nữ nhân khác chia sẻ nam nhân lang hàn không khỏi đầu đầy mồ hôi lạnh trực giác của nữ nhân thực đáng sợ hắn còn chưa làm gì cũng đã bị nhìn thấu mánh khóe hắn vội vàng nói Ta ở thần giới, hiện tại chỉ có ngươi là thê tử. Này là lời nói thật, Lưu Vũ Đồng, Thủy Nhạn Ngọc đều bị bình giấm chua mang vào tiên vực, mà Loạn Tinh Nữ Hoàng hiện tại không phải vợ hắn, bởi vậy hắn không có nói dối. Thiên Phượng thần nữ nửa tin nửa ngờ, chỉ cảm thấy lời này không được tự nhiên. Không có thì không có, tại sao phải thêm hai chữ thần giới? Nhưng tên này là khai thiên đến, hiện tại Hằng Thiên Đại Lục tự nhiên cũng thuộc về thần giới, nói thần giới, vậy hẳn là bao gồm tất cả. Nhưng nàng làm sao cảm giác không chỉ như vậy nhỉ? Tại sao phải thêm hai chữ hiện tại này? Nàng hỏi, Lăng Hàn cười hắc hắc nói. Không muốn nghe tao mộ của ta mấy năm qua sao? Thiên phượng thần nữ lập tức lộ ra vẻ ý động. Nàng nhận định Lăng Hàn đã chết, hiện tại gặp lại, để cho nàng kích động đến quên tất cả. Nàng tự nhiên muốn biết tất cả về Lăng Hàn. Lăng Hàn nói sự tình sau khi hắn chuyển thế sống lại một lần. Chuyện phát sinh ở hàng thiên đại lục tự nhiên là sơ lược. Nửa câu cũng không có nói tới đám người lưu vũ đồng, trừ toàn nhi, đến thần giới, hắn mới trọng điểm nói đến loạn tinh nữ hoàng. Bởi vì, hai cái này đều là thê tử tương lai của hắn, nói không chừng còn ở trên một cái giường cùng hắn ba ba ba, ngẫm lại liền để hắn kích động, muốn chảy máu mũi, tự nhiên phải trước giờ bắn châm dự phòng. Thiên phượng thần nữ có chút không vui, người kia lại dám cho nàng hồng hạnh xuất tường, mặc dù bây giờ còn không có thành công, nhưng chỉ ít đã dò một cái lá cây ra ngoài. Trường 1311, phản bội, nếu nàng biết còn có đám người lưu vũ đồng, tuyệt đối sẽ bão nổi. Trong lòng Lăng Hàn thầm nói mình anh minh, quyết định chậm rãi lại tiết lộ một ít sự tình chư nữ, bằng không hiện tại khó tránh khỏi giống như kiếp trước, bị nữ nhân bạo lực này khi dễ. Chờ cảnh giới của hắn vượt qua, như vậy tiểu tức phụ này muốn giận dỗi, liền ném lên giường thu thập, xem thu không phục nàng. Ngươi đừng cười cổ quái như vậy, thiên phượng thần nữ dùng mình một cái, thiên phượng thần nữ đợi rất lâu, lúc này mới rời đi. Nàng biết rất nhiều bí mật của Lăng Hàn, nhưng còn không biết hắc tháp tồn tại, bởi vì nơi này quá nhiều người, quá tạp, Lăng Hàn phải chờ tới lúc tuyệt đối chỉ có hai người mới sẽ mang nàng vào hắc tháp. Mặt khác, tiến vào quân đội liền không thể dễ dàng thoát ly, cần tích góp đủ công huân, bởi vậy, hiện nay trọng điểm là đánh sinh linh minh giới. Hơn nữa, quân đội cường điệu chính là tập thể, bởi vậy Lăng Hàn giao thi thể sinh linh minh giới trong hắc tháp cho nàng cũng vô dụng, phải bình quân tính vào trên đầu mỗi người. Cái này cũng là nguyên nhân quân đội an toàn, nhưng công huân tích lũy chậm, không cường điệu chủ nghĩa anh hùng cá nhân, mà đem tập thể đặt ở thứ nhất. Bởi vậy, Lăng Hàn cần đợi thiên phượng thần nữ xuất ngũ, mới có thể ôm Mỹ nhân quy. muội tử, hắn nói thế nào? Khi thiên phượng thần nữ trở về, chu Lệ Vân lập tức sốt sắng hỏi, còn rất có vài phần cảm giác thiếu nữ ngây ngô. Thiên phượng thần nữ không khỏi trột dạ, nàng có thể nói kỳ thực Lăng Hàn là nam nhân mình đã sớm định, chỉ là cách vạn năm mới gặp lại. Nguyên bản là thay bạn thân đưa thơ tình, nhưng kết quả, mình lại tìm được chồng. Cái này, nàng trầm ngâm nói, Chu Lệ Vân biến sắc nói, ngươi đến cùng có đưa thư cho Lăng đại sư không? Vân tỷ, hắn không thích hợp ngươi, vẫn là quên hắn đi. Thiên Phượng thần nữ khuyên, Chu Lệ Vân không nói, nhìn chằm chằm nàng một hồi. Ngươi sẽ không phải thích hắn chứ? Nói như vậy cũng không sai, chỉ là nàng thích từ 10.000 năm trước rồi. Thiên phượng thần nữ lại không giải thích được, chỉ không nói gì. Tốt ngươi cái thiên phượng nữ, Chu Lệ Vân giận dữ, chỉ vào thiên phượng thần nữ nói. Người tiện nhân này, ta đối đãi ngươi như tỉ muội, ngươi lại báo đáp ta như thế. Ngay cả nam nhân của tỉ muội mình cũng cướp, ngươi làm sao không chết đi. Thiên phượng thần nữ cũng lộ ra vẻ giận dữ nói. Trước tiên không nói ta có nhúng tay hay không, ngươi cảm thấy, lang hàn nhất định sẽ yêu thích ngươi. Tại sao không, Chu Lệ Vân lớn tiếng nói, ta là nhật nguyệt cảnh đại viên mãn, hắn chỉ là đan sư cấp 4 cấp 5, nói thật, kỳ thực là hắn trèo cao ta. Ta cũng không có ghét bỏ, hắn có gì phải bất mãn bác gái, người cũng thật là tự yêu mình. Hiện tại thiên phượng thần nữ tự nhiên biết Lăng Hàn không nói dối, chính là đan sư cấp 8 hàng thật đúng giá, nhật nguyệt cảnh đại viên mãn ở trước mặt hắn thật không tính cái gì, chỉ ít thấp hơn hắn một cái đầu. Người một không sắc đẹp, hai tuổi quá cao, ba địa vị kém một bậc, có tư cách gì nói Lăng Hàn trèo cao. Nàng vốn còn cảm thấy có chút xin lỗi Chu Lệ Vân, nhưng nghe đối phương nói như vậy, trong lòng liền tức giật, chút hổ thẹn ấy quét sạch sành xanh. Nàng nguyên bản không nợ đối phương cái gì, Tiện nhân, chúng ta từ đây một đao cắt đứt, Chu Lệ Vân hất tay mà đi. Thiên Phượng thần nữ lắc đầu, đây là bằng hữu duy nhất của nàng trong quân doanh, đáng tiếc không chịu nổi một chút thử thách. Lại nói Chu Lệ Vân đương nhiên sẽ không từ bỏ, nàng lập tức đi tìm Lăng Hàn, nếu Thiên Phượng thần nữ không thể thay nàng truyền đạt tâm ý, nàng tự nhiên chỉ có mặt dày tự mình ra trận, trên thực tế, trước nàng cũng không phải ra mặt mỏng, mà là muốn cho Lăng Hàn một cái ấn tượng rụt rè. Chỉ là Lăng Hàn làm sao có khả năng có hứng thú với nàng? ngay cả thiên kiều bách Mỹ như lâm vũ viên cũng không thể để hắn thay đổi sắc mặt huống chi loại bán lão không hề có sắc đẹp này then chốt là bọn họ căn bản không quen biết có được hay không gặp phải lang hàn khách khí nhưng kiên định từ chối sắc mặt của chu lệ vân tái xanh trở lại trong doanh chướng mặt nàng lạnh lẽo hận hận nói thiên phượng nữ nguyên bản xem ngươi dung mạo xinh đẹp có thể đáp lên đại nhân vật gì mới cùng ngươi kết giao không nghĩ tới ngươi lại cướp nam nhân ta vừa ý hư nếu tạ ra đang tìm ngươi vậy ta liền trợ bọn họ một chút sức lực. Còn có số nam nhân kia, nói dễ nghe như vậy, cái gì đã có nữ nhân yêu mến, chúng ta không thích hợp. Phi, không phải bởi vì tiện nhân kia dễ nhìn hơn ta sao? Ngươi dám làm nhục ta như thế, hừ, chờ người của tạ ra tới, liền làm thịt ngươi luôn. Chỉ là đan sư cấp 4 cấp 5, cũng dám hung hăng như thế. Hừ, nàng thả ra một con chim kích cỡ chỉ như ong mật, đây là chim ruồi, tuy không có năng lực công kích gì, nhưng thắng ở tốc độ nhanh, thậm chí có thể sánh ngang cường giả tinh thần cảnh, cái này cũng là nàng ở tình cờ bắt được, tăng thêm huấn luyện, hiện tại thành công cụ đưa tin của nàng. Nàng là nhật nguyệt cảnh lâu năm, điểm cống hiến cao đến sớm có thể xuất ngũ mấy chục lần, nhưng nàng vẫn ở lại trong tử nguyệt quân, bởi vì theo đại quân, hệ số an toàn cao, mà công huân có thể mua được đan dược, thần khí. Lúc trước thời điểm nàng tiến vào chiến trường hai giới chỉ là nhật nguyệt cảnh tiểu cực vị, nhưng hiện tại là đại viên mãn, chính là hối đoái lượng lớn đan dược mới làm được đương nhiên đây cũng bởi vì thiên phú võ đạo bản thân nàng không tầm thường bằng không chỉ có đan dược còn chưa đủ qua nhiều năm như thế nàng ở trong tử nguyệt quân tự nhiên cũng kinh doanh ra mạng lưới giao thiệp tương đối hiện tại lấy chim ruồi đưa tin rất nhanh thì truyền tin tức tới trong tai tả gia nhiều nhất hai tháng người của tả gia sẽ xuất hiện chờ xem kịch vui đi có lăng hàn thay thiên phượng thần nữ thu mua lòng người thanh danh của nàng ở trong tử nguyệt quân nhất thời bay thẳng lên mọi người đều biết sở dĩ lăng hàn sẽ rộng rãi như vậy là bởi vì hắn muốn theo đuổi thiên phượng thần nữ, thu mua các nàng làm thuyết khách. Mấy ngày kế tiếp, chi tử nguyệt quân này lại tao ngộ mấy lần sinh linh minh giới, đều lấy thắng lợi kết thúc, lăng hàn cống hiến ra rất nhiều lôi bạo đan, chớ xem thường tăng lên một tinh sức chiến đấu, một chi quân đội toàn thể tăng lên một tinh chiến lực, đây là rất đáng sợ. chương 1312, Vương giả minh giới. Nhưng bọn họ liên tục thắng lợi cũng kích thích minh giới, phát động một chi quân đội càng mạnh hơn tìm kiếm bọn họ, đây là một chi đại quân toàn bộ do Nhật Nguyệt Cảnh đại viên mãn tạo thành, số lượng đạt đến 50 tên. Đây là một luồng lực lượng như bẻ cành khô, từ Nguyệt quân căn bản không dám ngang hàng, lập tức lựa chọn lui lại. Mục đích của các nàng một là tiêu diệt chút sinh linh minh giới, hai là tìm kiếm giới linh thạch, hiện tại kẻ địch bị tiêu diệt không ít, nhưng giới linh thạch lại một khối cũng không tìm được, để tất cả mọi người thất vọng. Nếu đã khiến cường giả chú ý, đội quân tóc dài quyết định trực tiếp rút quân về doanh, qua một đoạn thời gian lại trở ra. Ngược lại Lăng Hàn cũng không tiến vào được Tử Nguyệt Quân, bởi vậy hắn không định cùng các nàng trở lại, hắn một người một ngựa, lại có hắc tháp có thể ẩn thân, chiến trường hai giới nguy hiểm với hắn mà nói cũng chỉ như thế. Nếu hắn muốn giết càng nhiều sinh linh minh giới, tích lũy công huân, cái này có thể đổi đến thần thiết. Mặt khác, nếu như có thể nhặt được chút giới linh thạch, vậy thì phát đạt, có thể đổi lượng lớn thần thiết. Tăng lên phẩm chất của tiên ma kiếm, đã được Lăng Hàn phóng tới vị trí trọng yếu nhất, chỉ đứng sau thực lực bản thân hắn tăng lên. Hắn quyết định thâm nhập chiến trường hai giới, đánh giết càng nhiều sinh linh minh giới. Đối với Lăng Hàn muốn đi vào nơi sâu xa của chiến trường hai giới, lão nhân Sâm cùng con thỏ đều giúp đỡ, bọn họ còn hy vọng Lăng Hàn hành hung cường giả minh giới, vì bọn họ ra mặt a. Ở trong chiến trường này, bình thường đều là võ giả sơn hà cảnh cùng nhật nguyệt cảnh, tinh thần cảnh cơ bản sẽ không xuất hiện, một khi xuất hiện, điều này đại biểu quy mô chiến đấu thăng cấp. Tuy hai giới có xung đột, nhưng gần đây đều không bạo phát chiến tranh quá to lớn cẩn thận từng ly từng tí khống chế ở trong phạm vi có thể khống chế. Mặt khác, bất kể là thần giới hay cường giả minh giới, thâm nhập khu vực của đối phương là tương đối nguy hiểm, bởi vì quy tắc thiên địa không giống, sẽ dẫn đến sức chiến đấu của cường giả xuống thấp. Chỉ có thể sử dụng lực lượng mà không cách nào vận dụng quy tắc, thậm chí lực lượng cũng có thể gặp phải áp chế, mà cảnh giới càng cao, chịu áp chế lại càng lớn. Thật giống như Lăng Hàn bây giờ, lực lượng của hắn rất mạnh, nhưng bởi vì hạn chế cảnh giới, ngộ không được quy tắc tầng thứ quá cao. Rõ ràng lực lượng vượt qua Lục Tinh, nhưng sức chiến đấu gần như chỉ có thể vượt qua Lục Tinh. Bởi vậy chỉ cần lực lượng của đối thủ gần giống như hắn, nhưng nắm giữ quy tắc thiên địa cao hơn, liền có thể bù đắp võ kỹ không đủ, thậm chí còn có thể mượn võ kỹ đến áp chế hắn. Dù sao, lực lượng chỉ là một bộ phận của sức chiến đấu. Nếu một cường giả tinh thần cảnh đại cực vị của thần giới đến minh giới, có thể sức chiến đấu sẽ rơi xuống tới trung cực vị thậm chí tiểu cực vị, vậy thực sự là quá nguy hiểm. Đúng vì như thế, cường giả hai giới cũng không dám sằng bậy, thông thường chỉ canh giữ ở một đầu đường núi, người đến một cường giả ta liền giết một cái, ung dung vui vẻ. Nhưng đối với Lăng Hàn mà nói, hắn vốn là lấy lực lượng tăng trưởng, hơn nữa cảnh giới còn thấp, bị quy tắc minh giới áp chế không lớn, bởi vậy cho dù hắn tiến vào minh giới, chịu ảnh hưởng cũng rất nhỏ. Còn nữa, hắn còn luyện hóa tinh nguyên của một vị ma chủ, tuy chỉ là một bộ phận nhỏ, nhưng ma chủ đại biểu lực lượng mạnh nhất minh giới, chỉ cần hắn vận chuyển ma khí, tự nhiên sẽ không bị thiên địa minh giới áp chế. Đây là một ưu thế cực lớn. Lang Hàn đi lại ở trong chiến trường hai giới, hắn thích ứng quy tắc không ngừng biến hóa ở nơi này, nỗ lực để cho mình hòa vào quy tắc của hai giới. Hắn tương đương với sửa chữa quy tắc của hai giới, chỉ là cấp độ còn tương đối thấp, nhưng bởi vì cảnh giới của hắn cũng tương đối thấp, nên vừa vặn. Mười mấy ngày sau, Lang Hàn hoàn toàn thích ứng nơi này, như cá gặp nước. Ở đây Mặc kệ là võ giả minh giới hay thần giới, đều sẽ bị áp chế nhất định, nhưng Lăng Hàn hoàn toàn không bị ảnh hưởng, nắm giữ trăm phần trăm sức chiến đấu. Chỉ là mười mấy ngày lại không thể tìm được một khối giới linh thạch, để lão nhân sâm cùng con thỏ đều vô cùng không thích. Quá bùn xỉn, lão nhân sâm ai oán nói, một bên lấy cái yếm lau chán. Sớm biết không công bận việc một hồi, không bằng trở lại xem những muội tử kia thay quần áo. Ngay cả tiểu tử minh giới kia cũng không thấy, con thỏ tức giận nói, trong đôi mắt đỏ ngầu phóng xạ hàn quang, Lăng Hàn ngồi xuống, dự định ăn một chút gì đó. Dù cho ở nơi như thế này, hắn vẫn không thay đổi được quen thuộc của một kẻ tham ăn. Hắn nhóm lửa, lấy thịt yêu thú bỏ vào trong nồi, lại gia nhập thêm thần dược đại bổ, rất nhanh, mùi thơm phun phun. Hắn có chút cảm khái, ở đây không thể săn giết yêu thú, ăn một miếng liền ít một miếng, sau này làm sao bây giờ? Lại thêm cái trứng, nghe nói trứng rất bổ, hai chảo của con thỏ nâng một quả trứng muốn ném vào trong nồi sâm gia yêu thích lão nhân sâm vội vã vung tay thời điểm sâm gia vẫn không có thành đạo suýt chút nữa bị lão ưng con thỏ gieo vạ hiện tại muốn báo thù hắn gào gào gọi có tin thỏ ra ăn ngươi hay không con thỏ tàn bạo nói lão nhân sâm này lại trào phúng oanh lăng hàn đập tới một quyền Ngăn con thỏ bỏ trứng vào nồi a à, con thỏ kêu thảm thiết để lão nhân sâm đắc ý cười to rất nhanh canh thịt đại bổ nấu xong Ba người vội vã ăn, lão nhân sâm cũng bị làm hỏng, nguyên bản rất ít ăn, hiện tại cũng thành kẻ tham ăn, hơn nữa khẩu vị còn lớn vô cùng. Tiểu tử, đây là trứng gì, thật giống như rất ghê gớm. Con thỏ nhắm quả trứng đạp một cước, muốn ăn trứng không hết lòng gian. Trứng chim, lăng hàn trả lời một câu, thu trứng về phía sau lưng mình, miễn cho bị con thỏ đạp phá, chỉ có thể cho vào nồi nấu. Chim tốt hay chim xấu, lão nhân sâm cố ý gây xích mích, hắn biết con thỏ hận nhất chính là loài chim, ở trước khi con thỏ vẫn không có thành đạo thì thường thường săn giết hắn. Ta sát, sắc mặt con thỏ trở nên khó coi, Lăng Hàn vừa định nói chuyện, nhưng trong lòng dùng mình nói. Có kẻ địch, con thỏ cùng lão nhân sâm vội vã làm ra tư thế chui xuống đất, không chút khách khí ném cái nổi cho Lăng Hàn. Có việc đương nhiên là người cao trống, muốn hai người này liều mạng là không hiện thực. Đệt, Lăng Hàn thầm nói một câu, con mắt nhìn về gò núi cách đó không xa, bên trong xuất hiện một thân ảnh thon dài, hai tay chắp sau lưng, dưới gió nhẹ thổi, tay áo nhẹ nhàng tung bay. chương 1313, địch mạnh ta càng mạnh hơn. Sinh linh minh giới, vừa nhìn liền có thể nhìn ra, khí thức hoàn toàn khác nhau, loại âm u này, loại tà ác này, quả thực khác biệt một trời một vực. Nhưng để Lăng Hàn kinh ngạc là, ngoại trừ khí thức này ra, người này cùng nhân tộc hoàn toàn không có gì khác biệt. Giáng dấp chừng 20 tuổi, phong thần tuấn lãng, còn là một siêu cấp Mỹ Nam Tử. Là hắn, con thỏ cùng lão nhân sâm đồng thời giơ tay lên chỉ người kia. Tiểu hàn tử, chính là tên khốn kiếp này. Sinh linh minh giới trước truy sát con thỏ cùng lão nhân sâm, muốn nấu bọn họ thành canh chính là người này sao? Chặt hắn, ngày hôm nay sâm ra muốn mở chai giới, ăn thịt người minh giới giải hạn. Con thỏ cùng lão nhân sâm đều kêu lên, nhưng từng cái từng cái lại lùi ra sau, không có ý tứ xông lên liều mạng chút nào. Người trẻ tuổi minh giới này nhảy vọt một cái, rơi vào trước người lăng hàn mười trượng, hắn giật động khí thức mạnh mẽ, rõ ràng cũng là nhật nguyệt cảnh, nhưng cho Lăng Hàn một loại cảm giác không giống. Thần giới là lực lượng của sáng thế, minh giới là lực lượng của diệt thế, đây là hai loại quy tắc thiên địa đối lập. Tránh ra, người trẻ tuổi này thấp giọng trách mắng, người không có tư cách chết dưới tay ta, cũng thật kiêu ngạo nha. Lăng Hàn cười ha ha nói, nói không chắc người có tư cách chết dưới tay ta a. À. Ánh mắt người trẻ tuổi này nhảy một cái, oanh, trong ánh mắt lấp lóe qua hai đám minh hỏa, tràn ngập lực uy hiếp đáng sợ, thật giống như thần thiết cao cấp đến đâu cũng có thể hòa tan. Lăng Hàn chiến ý như ca, đây là một vị vương giả, minh giới vương giả. Đối thủ không tệ, ta chính là hắc Long tộc vương tử Ngao Tử Vân, ngươi là người phương nào? Người trẻ tuổi này lạnh nhạt nói, phía sau dựng lên một đạo hư ảnh chân long màu đen, dương nhanh múa vuốt, tỏa ra lực áp bách mạnh mẽ. Quái lạ, Lăng Hàn thầm nói, minh giới cũng có long tộc, hơn nữa còn họ Ngao. Sao giống như với thần giới long tộc là cùng một nhà, nhưng hai giới đối lập, chẳng lẽ còn có khả năng thông ra sao? Lăng Hàn cười nhạt nói, tại hạ Lăng Hàn, ngươi có thể ngăn ta ba chiêu không chết, ta tạm tha ngươi một mạng. Ngao Tử Vân lạnh lùng nói, Lăng Hàn không khỏi cười to, ở trong thế giới này, người cùng cấp có thể ba chiêu giết chết hắn là không tồn tại. Ngao Tử Vân này cũng chỉ là tiểu cực vị, khí tức hơi mạnh hơn Lăng Hàn một chút, không phải hậu kỳ chính là đỉnh cao. Ngươi rất tự tin, giẫm thiên tài như vậy thú vị." Lăng Hàn nói, Ngao Tử Vân lạnh lùng nói: "Hừ, coi như ba chiêu không chết, ta cũng phải giáo huấn ngươi." Hắn bị Lăng Hàn chọc tức, lại nói muốn giẫm hắn, biết thân phận Vương tử Hắc Long tộc của hắn đại diện cho cái gì không? Hắn ra tay, một trường vỗ ra, một cái vuốt rồng to lớn màu đen từ trên trời giáng xuống, xoa bóp về phía Lăng Hàn, ong ong ong, từng đạo thần văn hiện lên, đan dệt thành quang diễm màu đen đáng sợ. Hắc Long am hiểu dịch hỏa, đây chính là thần diễm vô thượng, không gì không thiêu cháy. Lăng Hàn hơi kinh ngạc, đây chính là hậu duệ của chân long sao. Mạnh, xác thực rất mạnh, hắn có loại cảm giác, nếu mặc cho đối phương đốt luyện, ngay cả thể phách của hắn cũng sẽ bị luyện đi. Đương nhiên, điều này tuyệt đối không thể là sự tình trong thời gian ngắn, làm sao cũng phải 10 ngày nửa tháng. Nhưng dù sao vẫn có thể làm được, tỉ như, nếu có mấy cái thực lực tương đương, nhốt hắn lại, vậy hắc diễm này liền có thể tạo được kỳ hiệu quả nhiên không thể coi thường người trong thiên hạ. Trong nháy mắt, Lăng Hàn triển khai lôi đình kiếm pháp, xèo xèo xèo, nhất thời, kiếm khí ngang dọc, quét tới vuốt rồng kia. Phốc 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 phốc, kiếm khí cuồng quét, vuốt rồng cấp tốc xuất hiện vết rạn dạ nứt, về sau phá nát, cuối cùng bị cắt nát tan. Ngao Tử Vân không khỏi hơi kinh ngạc nói, không nghĩ tới người thật có chút bản lĩnh, ha ha, không chút bản lãnh cũng không dám tới nơi này lăn lộn. Lăng Hàn lạnh nhạt nói, Ngao Tử Vân bừng tỉnh nói, Ngươi cũng là tới tham gia thiên kiêu hội của hai giới. Cái gì thiên kiêu hội của hai giới? Trong lòng Lăng Hàn lẩm bẩm một câu, nhưng trên mặt không chút biến sắc nói. Các hạ cũng vậy, phí lời, nếu ta không có tư cách, còn ai có đủ tư cách? Ngao Tử Vân ngạo nghễ nói, đã quên nói cho ngươi, ta khá ghét người ngạo mạn giống như ngươi. Lăng Hàn nói, vậy thì như thế nào? Ngao Tử Vân cười gần, liền trước để cho ta thử xem, ngươi có tư cách tham gia hay không? Hắn lại ra tay, công tới lăng hàn, vẫn một trường ấn xuống, hóa thành vuốt rồng, nhưng lần này, toàn bộ vuốt rồng đều quấn quanh hắc diễm, như quái vật do thiên địa sinh dưỡng, muốn hủy diệt thế giới này. Lăng hàn vận một hơi, đột nhiên thổi ra, hô, cuồng phong gào thét, thổi qua vuốt rồng kia, nhất thời, lửa nóng hừng hực bị thổi tắt, chỉ còn dư lại một vuốt rồng chọc lốc còn rơi xuống, nhưng uy lực giảm mạnh, không thể tạo thành uy hiếp nữa. Khóe miệng của ngao tử vân không khỏi co giật, người cố ý a à. Còn nói ta cuồng, Người thổi một hơi diệt thần diễm của ta, không phải càng cuồng sao. Có điều, tiểu tử này cũng thật không thể khinh thường, hắc diễm kia là thiên phú thần thông của hắn, lại thêm hắn dung hợp quy tắc thiên địa, làm sao cũng không phải một nhật nguyệt cảnh tiểu cực vị có thể chặn. Phải biết, hắn ở trong chiến trường này lấy hắc diễm giết chết rất nhiều võ giả nhật nguyệt cảnh đại cực vị của thần giới, mỗi một người đều không cách nào đối kháng hắc diễm chi uy, không nghĩ tới lại bị một tiểu cực vị cản lại. Cùng cấp gặp đối thủ, điều này nói rõ cái gì? đối phương cũng là một vị vương giả. Ngao tử vân bay lên một luồng tín niệm tất thắng, kỳ thực tu vi của hắn cao hơn lăng hàn, chính là tiểu cực vị đỉnh cao, nếu như không thể rất nhanh chấn áp đối thủ, đây chẳng phải là nói không bằng đối phương sao. Hư, trong thần giới, chẳng lẽ còn có thiên tài có thể sánh vai với bản vương tử. Hắn cười lạnh nói, vọt người giết ra ngoài, lần này hắn thật sự quyết tâm, một hắc long nộ đằng ở sau người hắn, để khí thế của hắn cất cao vô hạn. Oanh, hắn kéo một mảnh hắc vân thiêu đốt lại đây, chỗ đi qua, đại địa bị đốt khô nứt, đất đá hóa thành hư vô. Lăng Hàn không sợ, triển khai trích tinh bộ, hắn nghênh tiếp về đối phương, một quyền vung ra, mang theo khí phách vô thượng, ta quản ngươi là long hay trùng, ở trước mặt ta cũng chỉ có bị chân áp. Oanh, oanh 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 oanh, hai người đấu, hai nắm đấm không ngừng va chạm, mỗi một lần va chạm đều để thiên địa thất sắc. Chương 1314, Long uy đối chiến thiên uy thượng. Rõ ràng đều chỉ là sơn hà cảnh tiểu cực vị, nhưng uy thế hầu như khiến người ta hoài nghi là hai vị đại năng tinh thần cảnh liều chết. Tiểu hàn tử, thêm ít lực lượng, đánh nát tiểu tử này, ngày hôm nay liền ăn long cốt nướng. Xâm gia đã khát khao khó nhịn, muốn uống máu tươi của sinh linh minh giới. Con thỏ cùng lão nhân xâm ở một bên trợ uy cho lăng hàn, chỉ là hai người này đều không phải vật tốt, nói rất tổn hại. Ngao tử vân vừa giận vừa sợ, làm một cường giả, ở trong chiến đấu tự nhiên cũng có thể tai nghe bắt phương, lão nhân sâm cùng con thỏ nói đương nhiên khó thoát tai hắn. Lại còn nói muốn ăn long cốt, đám gia hỏa này thực sự là đáng ghét. Nhưng thực lực của Lăng Hàn cũng làm cho hắn khiếp sợ. Ở trong chiến trường hai giới, bởi vì hai thế giới va chạm, quy tắc vô cùng hỗn loạn, sẽ làm sức chiến đấu của võ giả xuống thấp. Nhưng suy yếu như vậy là hai phương diện, ta hạ người cũng hạ, hơn nữa, nơi đây vẫn là quy tắc minh giới mạnh hơn một chút, trên lý thuyết mà nói, hắn suy yếu tốt hơn Lăng Hàn một ít nhưng hai người lại chỉ liều hòa nhau hắn rõ ràng cao hơn đối phương hai tiểu cảnh giới nhỏ đây chính là áp chế hai tinh lực lượng a hơn nữa ở trên địa lợi vẫn là hắn chiếm tiện nghi cái này còn chỉ đánh hòa nhau vậy phóng tới địa phương hai giới cân đối hắn không phải muốn bại sao hắn cũng không biết lăng hàn nắm giữ ma nguyên có thể thích ứng quy tắc của hai giới căn bản không có bị suy yếu chịu thiệt kỳ thực là hắn nhưng bởi vì không biết hắn không khỏi kiêng kỵ lăng hàn mãnh liệt tại sao sinh linh thần giới này yêu nghiệt như vậy lại có thể kém hai tinh lực lượng cùng mình chiến hòa nhau phải biết hắn cũng là thiên tài tu sơn hà cảnh đến cực hạn chân chính a có chút mạnh nhưng còn chưa đủ ngao tử vân đương nhiên sẽ không dễ dàng từ bỏ hét dài một tiếng hắn không chỉ đấu lực lượng với lăng hàn mà sử dụng tới bí pháp điên cuồng tăng sức chiến đấu lên lăng hàn gặp chiêu phá chiêu lấy chỉ làm kiếm triển khai lôi đình kiếm pháp kiếm khí bay lượn vừa nhanh vừa độc Người mạnh ta cũng mạnh, song phương vẫn khó phân thắng bại. Đừng nói trong lòng Ngao Tử Vân khiếp sợ, Lăng Hàn cũng âm thầm cảm khái, thời nay quả nhiên thiên tài vô số, phải biết nơi này chỉ là một đường nối của hai giới, mà trong thần giới, đường nối như vậy đếm không xuể. Tùy tiện ở một chiến trường hai giới liền có thể gặp phải thiên tài như vậy, vậy toàn bộ minh giới lại có bao nhiêu? Thế nhưng, đánh nhau cùng cấp, hắn mới là vô địch. Lăng Hàn tràn đầy tự tin, bởi vì hắn mạnh nhất là thần hồn cùng thể phách, hiện tại vẫn không có đánh đến mức này. Bất diệt thiên kinh ở tiên vực hẳn cũng là bí thuật trí cao, hắn bị hắc tháp mạnh mẽ rót vào mới chậm rãi thông hiểu đạo lý, tuyệt không tin thần giới có bí pháp ngang hàng. Long uy, ngao tử vân khẽ quát một tiếng, vù, hư ảnh hắc long phía sau hắn nhất thời tỏa ra một luồng uy thế dọa người, ngay cả nhật nguyệt cảnh đại cực vị cũng có thể sinh ra hàn ý, từ đó sức chiến đấu xuống thấp. Chân long là một loại sinh linh đáng sợ, trong truyền thuyết, đây là nhi tử của thiên đạo, sinh ra liền mạnh mẽ, Thành niên chính là tồn tại sáng thế cảnh. Cái này đủ khiến hết thảy sinh linh ước ao chết, căn bản không cần tu luyện, ăn ăn uống uống ngủ ngủ, tự nhiên liền thành sáng thế cảnh. Nhưng mà, được thiên địa ân sủng cũng chỉ giới hạn ở chân long có huyết mạch tinh khiết, một khi huyết mạch mỏng manh, liền không thể nhẹ nhàng bước vào sáng thế cảnh như vậy. Thậm chí, cuối cùng không khác sinh linh bình thường, chỉ nắm giữ một chút năng lực đặc biệt mà thôi. Tỷ như Long Uy, chân long phát uy, thiên địa thất sắc, Huyết mạch của Ngao Tử Vân đương nhiên xa xa vô duyên với hai chữ tinh khiết, muốn sung kích sáng thế cảnh cũng chỉ có dựa vào bản thân nỗ lực cùng tạo hóa, huyết mạch không có tác dụng gì. Đương nhiên, nếu hắn đạt đến sáng thế cảnh, huyết mạch sẽ hoàn toàn hóa thành chân long, lại cưới một chân long khác, vậy sinh ra đời sau có khả năng rất lớn kế thừa huyết mạch như vậy, nằm ngủ cũng có thể tiến vào sáng thế cảnh. Hiện tại long uy của Ngao Tử Vân đương nhiên không thể so với chân long, dù sao giới hạn ở cảnh giới, nhưng huyết mạch phát uy vẫn rất đáng sợ, dù cho là nhật nguyệt cảnh đại cực vị bị hắn nhầm vào, thực lực cũng phải sụt giá một hai tinh. Thượng cổ thần thú, người nào không phải châu bò hò hét, mà chân long càng là đứng đầu trong thần thú, chỉ có chân phượng mới có thể sánh ngang, long uy sung kích, hóa thành thực chất, bao phủ phạm vi 10 giảm. Nói cách khác, trong 10 giảm, thực lực của hết thảy sinh linh đều rơi xuống một hai tinh. Ở dưới long uy của bản vương tử, còn có tư cách ngươi làm càn. Ngao tử vân cười gần, có thể ép hắn vận dụng long uy, tiểu tử thần giới này cũng coi như không kém vu long uy kéo tới phảng phất có một con chân long ở trong thức hải của lăng hàn rít gào dọa hắn kinh sợ long uy lăng hàn làm như chưa phát hiện đùa giỡn hắn là người nắm giữ thiên uy lùi một bước mà nói trước hắn còn luyện hóa ma chủ tinh nguyên ma chủ là nhân vật cấp bậc nào sáng thế cảnh đều là sáng thế cảnh ai sợ ai lại nói thực lực của ngao tử vân còn không đạt tới cấp độ của chân long này cũng muốn uy hiếp hắn cái gì thấy lăng hàn vẫn đứng ngạo nghễ như núi ngao tử vân không khỏi thay đổi sắc mặt cái này quá khó mà tin nổi người này lại không bị long uy của hắn ảnh hưởng hắn từng thử chỉ ít người trên hắn hai cảnh giới nhỏ mới có thể hoàn toàn miễn dịch long uy của hắn hoặc là đồng dạng nắm giữ huyết mạch của thượng cổ thần thú tỷ như chân phượng tỷ như huyền quy lẽ nào người trẻ tuổi thần giới này cũng là hậu duệ của thần thú lần này hắn thật gặp phải đối thủ lăng hàn nhoẻn miệng cười nói yên tâm yên tâm ta không phải hậu duệ thần thú, huyết mạch của ta cực kỳ sạch sẽ, không phải là xúc sinh. Tiểu hàn tử, người mắng ai đó, người nói ai xúc sinh, con thỏ trước tiên không vui, ở phía xa hét lớn. Lại còn nói hắn là xúc sinh, quá bẩn thỉu người. Sắc mặt của ngao tử vân cũng khó coi, chân long huyết mạch là kiêu ngạo của hắn, nhưng ở trong mắt lăng hàn, cái này lại rơi xuống cấp độ xúc sinh. Hắn không thể nhẫn nhịn, vậy để cho bản vương tử mở mang kiến thức một chút, người so với xúc sinh mạnh hơn nơi nào. Hắn giống to, từng mảng hắc vân từ trong cơ thể hắn dâng trào ra, như muốn đốt trời. Chương 1315, Long Uy đối chiến Thiên Uy hạ. Như người mong muốn, Lăng Hàn giật động Thiên Uy, oanh, trong nháy mắt liền đánh tan Long Uy bốn phía. Chân Long châu bò, nhưng không phải do thiên địa thai ngén ra sao? Có thể so sánh với thiên địa sao? Thiên Uy mới là uy thế mạnh nhất thế gian, chí ít ở thần giới là như vậy. Cái gì, Ngao Tử Vân biến sắc, hắn phát hiện lực lượng của mình hạ xuống một tinh. Chuyện này quả thật khôi hài, hắn phát động Long Uy vốn là vì hạ thấp thực lực của đối thủ, nhưng tuyệt đối không ngờ, lại bị Lăng Hàn ảnh hưởng, tước đi một tinh lực lượng. Hắn bay lên một luồng cảm giác run rẩy đối phương rõ ràng chỉ là một người, tại sao mang đến cho hắn cảm giác như thiên thần vậy, ở trước mặt của đối phương, hắn không phải chân long gì, rõ ràng chỉ là một con run nhỏ. Tiểu xa, hiện tại biết lợi hại chưa? Con thỏ ở phía xa kêu lên, so sánh với đó, hắn tự nhiên càng thêm khó chịu Ngao Tử Vân. Ngao Tử Vân mạnh mẽ tăng lên chiến ý, nhưng làm sao cũng không thể khôi phục lực lượng, bị Thiên Uy áp chế gắt gao. Hắn cắn răng, ít đi một tinh lực lượng liền ít đi một tinh lực lượng, lực lượng chỉ là một bộ phận của sức chiến đấu, không phải toàn bộ. Hắn lấy ra một cây trường thương, nhìn kỹ, thân thương là xương sống lưng của một con rồng làm thành, có sát khí bốc lên, chống lại một bộ phận Thiên Uy. Lăng Hàn không khỏi kinh ngạc cây long cốt này lại có thể đối kháng thiên uy, thật không đơn giản. Hắn cười nói, đây là long cốt tổ tông nào của ngươi, lại bị ngươi lấy ra làm thành binh khí, không sợ lão tổ tông chết không nhắm mắt sao? Hừ, người của ngao gia ta, đời đời kiếp kiếp chết rồi, long cốt đều sẽ chế thành binh khí, tạo phúc cho con cháu đời sau, ngay cả bản vương tử cũng không ngoại lệ. Ngao Tử Vân lạnh lùng nói, vì lẽ đó, không nên dùng phương pháp này đả kích chiến ý của bản vương tử. Lăng Hàn cười to nói, ngươi đánh giá mình quá cao, dẫm nhân vật như ngươi, ta còn không cần dùng kế công tâm. vậy ngươi đến thử xem ám diệt khắc long thương của ta. ngao tử vân vung thương, giết tới lăng hàn, cây thương này thực không đơn giản, lòng uy giật đáng, thật giống như có một lão long ở thời kỳ thượng cổ sống lại, chặn đánh trời cao, dẹp yên cửu u. vù, tiên ma kiếm ra, liều thần khí, lẽ nào hắn còn sợ? tiên ma kiếm vừa ra, nhất thời thần uy bắn ra vô tận, đây chính là tiên kim tương lai a. Dù cho đây là long cốt làm thành bảo thương thì đã làm sao, ở dưới tiên ma kiếm áp chế vẫn lạnh rung run, lòng uy diệt hết. Đây là áp chế trên cấp độ, dù cho tiên ma kiếm còn chỉ là cấp 5, nhưng ở trên bản chất đã đạt đến trình độ đáng sợ. Ngao tử vân kinh ngạc, làm sao ở mọi phương diện hắn đều bị lăng hàn áp chế. Hơn nữa, hắn vẫn có ưu thế hai tiểu cảnh giới nhỏ, như nếu không. Chẳng phải hắn phải tiếp thu một hồi thảm bại sao, thần giới làm sao có biến thái như thế, để hắn nhớ tới một nam nhân không thể chiến thắng lúc trước cảnh giới tương đồng hắn liền bị thảm bại mà hiện tại tranh lệch giữa hai bên càng không thể vãn hồi kinh nghiệm đau đớn thê thảm như vậy còn muốn hắn ăn một lần nữa trước mặt chân long vạn vật đều phủ phục hắn phát ra long ngâm hai tay đều hóa thành vốt rồng hoàn chỉnh nắm cốt thương đâm tới lăng hàn long uy bắn ra hắn như chân long thiên tử lăng hàn cười ha ha vung kiếm mà chém kiếm ảnh dày rực cháy như một vị thiên đế người chân long thiên tử thì đã làm sao ở trước mặt thiên đế chỉ có cúi đầu mà thôi nguyên bản hai người vẫn hòa nhau nhưng thiên uy của lăng hàn vừa ra hắn liền chiếm cứ thượng phong hiện tại song phương lấy ra thần khí vậy ngao tử vân cùng lăng hàn tranh lệch càng lớn hắn bị đè đánh tiên ma kiếm tỏa ra kiếm khí vô tật mỗi một đạo đều tương đương với một đòn toàn lực của lăng hàn mà vạn ngàn kiếm ảnh chém ngang liền hỏi ai có thể ngăn có cần tiên ma kiếm hay không lăng hàn hoàn toàn chính là hai sức chiến đấu khác biệt đối mặt cường thế của lăng hàn ngay cả ngao tử vân cũng chỉ có nhượng bộ lui binh hai người một đường kịch chiến ngao tử vân một đường lui không biết sụp đổ bao nhiêu núi đá mà một ít võ giả sơn hà cảnh ở ven đường cũng suýt chút nữa bị dọa tiểu trong quần mặc kệ là sinh linh minh giới hay thần giới đều chạy trốn rất xa nếu bị dư âm chiến đấu quét qua không chết cũng trọng thương a đừng nói sơn hà cảnh ngay cả cường giả nhật nguyệt cảnh cũng sinh lòng kiêng kỵ chỉ dám ở phía xa nhìn căn bản không dám tập hợp đến quá gần, bằng không ngay cả bọn họ cũng phải tao ương. Có thể khoảng cách gần quan chiến, chỉ ít cũng phải là nhật nguyệt cảnh đại cực vị. Chỉ là phát hiện hai người đối chiến đều chỉ là tiểu cực vị, ngay cả tồn tại nhật nguyệt cảnh đại viên mãn cũng phải lau mồ hôi lạnh, thiên kiêu như vậy, không cần mấy vạn năm là có thể đuổi kịp bọn họ. Đáng ghét, Ngao Tử Vân kêu to, nghĩ hắn ở minh giới quét ngang cùng cấp vô địch, chỉ thua một người, mà người kia đúng là kỳ tài ngất trời, hắn bị bại tâm phục khẩu phục, cũng không oan nhưng thần giới lại cũng xuất hiện một yêu nghiệt như vậy ta không cam lòng không cam lòng trên chắn hắn hẳn lên gân xanh trời cao nếu sinh ra thiên kiêu như hắn tại sao còn có thể có người như lăng hàn chạy đến cho hắn thêm phiền chứ lăng hàn lắc đầu nói ngươi tự mình cảm giác quá tốt rồi thiên hạ rất lớn ngươi có thể đi mấy góc thiên hạ không bao giờ thiếu thiên tài không nên quá tự cho là đúng tỷ như hắn cũng chỉ đi hai tinh vực mà thôi nhưng đã gặp không ít thiên tài như hà thao vũ văn thông cái nào không phải thiên tài đương đại cùng cảnh giới chiến một trận người nào cũng sẽ không yếu hơn ngao tử vân hắn chưa từng đi minh giới nhưng tin tưởng minh giới cũng sẽ không yếu hơn thần giới ngay cả hằng hà cảnh cũng chỉ có thể du lịch phạm vi có hạn ai biết thiên hạ có bao nhiêu thiên kiêu sơn ngoại hữu sơn tự tin cùng tự đại chỉ cách một tia lăng hàn bản vương tử thừa nhận ngươi rất mạnh nhưng so với thiên tài giới ta ngươi còn kém xa ngao tử vân biết mình không thể thắng được lăng hàn coi như dựa dẫm thần phù, đan dược thủ thắng, vậy cũng không phải thực lực chân chính. Thiên tài tự phụ như hắn tự nhiên là xem thường lấy phương thức như thế thủ thắng, hắn chỉ có thể đem loại thủ đoạn này dùng cho bảo mệnh, đánh nhau cùng cấp, thua chính là thua, bằng không sẽ chỉ làm mình càng thêm mất mặt. Nhưng hiện tại dính đến hai giới, hắn đương nhiên sẽ không bỏ mặc lang Hàn kiêu ngạo. Chương 1316, giới ta có thiên kiêu. "Hả, thật sao?" lang Hàn cười nhạt, "Không sai, giới ta có một vị thiên tài" tên xích hoang cực, tu đạo chỉ 200 năm, hiện tại đã bước vào nhật nguyệt cực cảnh, người so sánh với hắn, tựa như đom đóm với trăng sáng, căn bản không đáng nhắc tới. Ngao tử vân cực lực làm thấp lăng hàn, lăng hàn không khỏi cười thầm, nếu hắn đã như thế, ngao tử vân này lại coi là gì chứ? Có điều, 200 năm bước vào nhật nguyệt cực cảnh, cái này rất khủng bố. Phải biết, có bao nhiêu nhật nguyệt cảnh có thể đột phá đến tinh thần cảnh. Cái tỷ lệ này, phỏng trừng trong vạn có một, có thể ở nhật nguyệt cảnh tu thành cực cảnh lại bước vào tinh thần cảnh, ở trong tinh thần cảnh nhiều nhất chỉ có một phần vạn. Khó như lên trời, mà xích hoang cực này lại dùng 200 năm liền đạt đến nhật nguyệt cực cảnh, nói cách khác, nếu như hắn sẵn lòng, hoàn toàn có thể ở trong 200 năm đột phá đến tinh thần cảnh. Như thế so sánh, liền có thể thấy được người này đáng sợ dường nào. Tuy từ lúc Lăng Hàn tu luyện đến nay chỉ 30 năm, nhưng sau khi bước vào thần cảnh, hắn ở rất nhiều lúc mượn dùng lực lượng của Luân Hồi Thụ, dưới tàng cây ngộ đạo, một ngày bằng một năm, trên thực tế thời gian tìm hiểu cảnh giới vượt xa 200 năm. Có thể, xích hoang cực này cũng có bảo vật tương tự hắc tháp, có thể ra tốc thời gian. Hắn suy đoán nói, bởi vì tiểu tháp đã nói, khi hắc tháp khôi phục trạng thái toàn thịnh, liền có thể mở ra thời gian ra tốc, trong hắc tháp một ngày, ngoại giới có khả năng là 10 ngày, một tháng thậm chí mấy năm. Cái này không chỉ ra tốc thần hồn, mà cả người, ngay cả tích lũy tu vi cũng có thể ra tốc. Lăng Hàn cười ha ha, tiến cảnh nhanh cũng không phải lá bài tẩy của hắn, mà là bất diệt thiên kinh mang đến thân thể bất diệt A. Hắn đương nhiên sẽ không nói rõ cho đối phương, chỉ nói. Tốt, vậy ta sẽ chờ gặp gỡ người này. Sẽ có cơ hội, ba năm sau, trên thiên kiêu hội của hai giới, xích viêm cực sẽ để ngươi nếm trải cái gì gọi là tuyệt vọng. Ngao tử vân thu thương mà đi, hắn móc ra một tấm thần phù kề sát ở trên người, nhất thời tốc độ bão táp, ngay cả lăng hàn triển khai trích tinh bộ cũng nhiều nhất ngang hàng mà thôi lăng hàn cũng không truy kích đi lên trước nữa là địa bàn của minh giới trời mới biết có bao nhiêu người mạnh mẽ tỏa trấn ở nơi đó chúc thực lực này của hắn còn thật có chút không đáng chú ý hắn dừng lại cất tiên ma kiếm đi trong lòng bay lên áp lực mãnh liệt muốn đẩy ngã ngũ tông làm sao cũng phải nắm giữ tu vi nhật nguyệt cảnh đại viên mãn chỉ sức chiến đấu còn chưa đủ bởi vì ngũ tông tồn tại nhiều năm như vậy ai biết có bao nhiêu lá bài tẩy bởi vậy tu vi nhật nguyệt cảnh đại viên mãn mới không có sơ hở nào ngược lại đã đợi nhiều năm như vậy lăng hàn cũng không thiếu mười mấy hai mươi năm nhưng tuyệt không thể nhất thời kích động hãm hại mình đi vào xeo 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 từng bóng người hiện lên đều là tồn tại nhật nguyệt cảnh đại viên mãn dồn dập nhìn lăng hàn những thứ này đều là cường giả minh giới mỗi người đều không hề che giấu sát cơ trong mắt người trẻ tuổi thần giới này quá yêu nghiệt cần sớm diệt trừ bằng không để hắn lông cánh đầy đủ vậy đối với minh giới mà nói chính là một tai nạn to lớn ha ha các ngươi nghĩ quá nhiều rồi bên thần giới tự nhiên cũng có cường giả nhật nguyệt cảnh đại viên mãn, trước kia phát hiện động tính, chạy tới xem trò vui, hiện tại thấy người minh giới muốn bất lợi với lăng hàn, liền dồn dập nhảy ra. Giết, cường giả minh giới rất thẳng thắn, hai giới chém giết bao nhiêu năm, đã sớm là thủy hỏa bất sung, nơi nào cần khách khí, lập tức liều mạng. Người trẻ tuổi, người đi trước đi, có cường giả thần giới nói với lăng hàn, trên thực tế, không có một người sẵn lòng đánh trận chiến không chắc chắn, bởi vậy các cường giả thần giới ra tay cũng chỉ vì bảo vệ tính mạng của lăng hàn không hề nghĩ tới muốn tiêu diệt những sinh linh minh giới này vì trận chiến này nếu đánh tới cùng mặc kệ cuối cùng ai thắng đều phải bỏ ra cái giá khổng lồ mọi người đến chiến trường hai giới chống lại một giới khác xâm lấn dĩ nhiên là thật nhưng mặt khác cũng hướng về phía công huân giới linh thạch ai muốn chết trận thật chứ bởi vậy chỉ cần lăng hàn chạy trận chiến đấu này dĩ nhiên là đánh không được lăng hàn gật gù triển khai trích tinh bộ thân hình như bay, trong nháy mắt liền biến mất ở xa xa. Trước đó cường giả của thần giới không cản được Ngao Tử Vân, hiện tại cường giả của minh giới đương nhiên cũng không cản được Lăng Hàn. Không được, bây giờ cảnh giới của ta vẫn quá thấp, phải nghĩ biện pháp mau chóng tăng lên, bằng không ba năm sau, ta đi tham gia thiên kiêu hội của hai giới gì kia, khẳng định không phải đối thủ của xích hoang cực. lang Hàn vừa chạy vừa nghĩ, Lăng Hàn tự tin, nhưng tuyệt không tự đại, thoát ly vòng vây, Lăng Hàn ngừng lại, hội hợp với lão nhân sâm cùng con thỏ khi bọn họ đi tới lăng hàn nói con thỏ có muốn đi một chỗ tốt hay không chỗ tốt nào con thỏ hỏi hắn vẫn không có tiến vào hắc tháp lăng hàn cười ha ha trước tiên ném lão nhân sâm vào hắc tháp sau đó một tay tóm lấy con thỏ cùng một chỗ tiến vào cái này đây là địa phương nào con thỏ trấn kinh đến tột đỉnh không gian thần khí là đồ vật hắn nghĩ cũng không dám nghĩ ây đi kiếm một chỗ tu luyện đi Lăng hàn ném hắn đến dưới luân hồi thụ, cũng lười giải thích, liền để lão nhân sâm dần vặt được rồi. Chỉ một hồi, liền nghe con thỏ ở chỗ này hô to gọi nhỏ, hắn thực quá khiếp sợ, ở dưới cây thần thụ này tìm hiểu, vậy không phải thành tựu sáng thế cảnh cũng có hy vọng sao? Lăng hàn cười ha ha, gọi tiểu tháp lại nói, có biện pháp nào nhanh chóng đánh tan đan độc trong cơ thể ta hay không? Tiểu tháp hơi chìm nổi nói, có, lăng hàn nhất thời đại hỷ, nói mau, phải làm sao? Nếu như có thể nhanh chóng tiêu trừ đan độc trong cơ thể, vậy hắn có thể trong thời gian cực ngắn đạt đến nhật nguyệt cảnh đại viên mãn, sau đó bước vào cực cảnh, lại xông lên cực cảnh đỉnh cao. Không gian tầng thứ tư của hắc tháp đã mở ra, có thể mỗi ba tháng cung cấp thần hỏa một lần, rèn luyện thân thể của ngươi, ở dưới thần hỏa, hết thảy gì đó trong cơ thể ngươi đều hóa thành cho. Tiểu tháp lạnh nhạt nói, khóe miệng lang hàn không khỏi co giật, chuyện này làm sao nghe kinh khủng như vậy. chương 1317, thần hỏa rèn luyện. Có điều, hắc tháp có thể cung cấp thần hỏa, rèn luyện thể phách, đây là tiểu tháp đã sớm nói. Chỉ là sau đó tiểu tháp vẫn không nhắc lại việc này nữa, hắn cũng rất nhanh quên đến sau đầu. Hắn thăm dò nói, vậy ta có thể bị nguy hiểm hay không? Sẽ, tiểu tháp gật đầu, chịu không nổi, người sẽ hóa thành cho tàn, không, ngay cả cho tàn cũng không thể lưu lại, mà hoàn toàn hóa thành hư vô, ta cũng không cần lại chịu đựng tên ngu ngốc ngươi làm chủ nhân nữa. Dựa vào, người cái tháp kiêu ngạo này, không tổn hại ta sẽ chết sao lăng hàn suy nghĩ một chút nói tại sao trước đây ngươi không có nói cho ta ngươi muốn chết như vậy sao tiểu tháp trước tiên hỏi ngược một câu mới nói vốn muốn chờ ngươi đạt đến tinh thần cảnh mới để ngươi rèn luyện thần thể tăng thể phách lên một cấp độ kỳ thực tiểu tháp cũng là loại nói năng chua ngoa nhưng mềm yếu nó đã an bài xong con đường cho lăng hàn phải nói đều là phương hướng phát triển có lợi nhất với lăng hàn chỉ là luôn thích trào phúng lăng hàn một hồi mà thôi lăng hàn kinh hỷ nói ý của ngươi là thể phách của ta còn có thể lại tăng lên một cấp vượt qua cảnh giới hai cảnh giới nhỏ vượt qua hai cảnh giới nhỏ có chút khuếch đại nhưng nhất định mạnh mẽ hơn hiện tại rất nhiều hơn nữa được thần hỏa rèn luyện hiệu quả to lớn nhất là để ngươi nắm giữ khả năng dục hỏa trùng sinh tiểu tháp nói lăng hàn nhất thời lộ ra vẻ dứt khoát nói không cần cân nhắc ta muốn được thần hỏa rèn luyện ở trong tiểu thế giới thể phách của hắn vượt qua cảnh giới một cấp độ vậy quả thực chính là quái vật cùng cấp, cơ bản không thể có người tổn thương hắn, dù vượt qua hắn một cảnh giới lớn cũng rất khó làm được. Nhưng ở thần giới, thật không tiện, thể phách của hắn chỉ có thể vượt qua một cảnh giới nhỏ, vậy thì không an toàn. Trên thực tế, chỉ cần sức chiến đấu vượt qua tứ tinh, vậy thì có khả năng thương tổn được hắn, bởi vì tứ tinh liền đại biểu một cảnh giới nhỏ. Tuy thiên tài ngũ tinh được xưng chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, nhưng trên thực tế thiên tài như vậy vẫn có, hơn nữa, bản thân Lăng Hàn là thiên tài như vậy, bởi vậy xác suất hắn gặp phải loại thiên tài này cũng tương đối cao. Bởi vậy, hiện tại thể phách của hắn cũng không phải cung cấp vô địch chân chính, chỉ là rất châu bò mà thôi. Còn có, cái gì là dục hỏa trùng sinh? Lăng Hàn hỏi, tu ra hỏa diễm bất diệt sinh mệnh, tựa như tiên hoàng, ở trong tử cảnh dục hỏa mà sinh. Tiểu tháp nói, một bộ phận của bất diệt thiên kinh chính là mượn tiên hoàng bí thuật, hóa tử thành sinh, chính là bí thuật vô thượng. Tiên hoàng, Lăng Hàn kinh ngạc nói, không phải chân phượng sao, ha ha so với tiên hoàng chân phượng tính là cái gì tiểu tháp vô cùng khinh thường nói bất diệt thiên kinh này còn tham khảo thần thú gì ạch không bí pháp của tiên thú gì lang hàn tò mò hỏi hỗn độn nguyên thú vạn hóa quy kim cương nghĩ đều là tồn tại số một số hai của tiên vực bị thiên tôn tan luyện hợp nhất mới cuối cùng tu ra bất diệt thiên kinh tiểu tháp rất kiêu ngạo nói đương nhiên quan trọng nhất vẫn là thiên tôn tìm hiểu ra quy tắc cuối cùng đây mới là tinh ví của bất diệt thiên kinh lăng hàn nha một hồi hắn vẫn không có tiến vào tiên vực cũng không biết tiểu tháp nói tới hỗn độn nguyên thú vạn hóa quy châu bỏ cỡ nào ngược lại chỉ cần hắn biết bất diệt thiên kinh rất tốt rất mạnh mẽ là được đến đây đi lăng hàn gật gù hắn khát vọng thực lực mặc kệ là vì đẩy ngã ngô tông hay vì ba năm sau thiên kiêu hội của hai giới đi gặp xích viêm cực kia một hồi ngươi cần phải hiểu rõ nếu ngươi không chịu đựng được vậy ngươi sẽ triệt để tiêu vong tiểu tháp nghiêm nghị nói lấy thiên phú của ngươi ở nhật nguyệt cảnh sống qua cửa ải thần hỏa này cũng không phải không thể nhưng độ nguy hiểm vẫn rất lớn mà ở tinh thần cảnh tiến hành sẽ lớn hơn rất nhiều lam hàn cười ha ha nói nếu ngươi nói ta có khả năng vượt qua vậy ta tin tưởng mình nhất định có thể tiểu tháp gật gù nói cho ngươi ba ngày thời gian cẩn thận lưu chuyển bất diệt thiên kinh một lần nhất định phải hiểu rõ mỗi một chi tiết nhỏ đây là then chốt để ngươi thông qua thần hỏa rèn luyện bằng không ngươi chỉ có một con đường chết tiếp đó Vậy thì xem ý chí của ngươi, không có giác ngộ khắc phục tất cả đi tới cùng, ngươi chỉ có thể bị thần diễm thiêu sạch. Được, Lăng Hàn ở dưới luân hồi thụ minh tưởng, triệt để lưu truyền Bất Diệt Thiên Kinh một lần, nghiên cứu mỗi một chi tiết nhỏ trong đó, xác định đã quán triệt, hắn đứng lên. Mà thời gian cũng đi qua 5 ngày, không phải 3 ngày mà tiểu tháp nói. Đây chính là 5 năm ngộ đảo, bắt đầu đi, Lăng Hàn trầm giọng nói. Tiểu tháp đưa Lăng Hàn đến nơi xa xôi, nơi này lại có một cái lò lớn, cổ kính. Lăng Hàn từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Ồ, sao đột nhiên lại nhô ra một cái bếp lò? Lăng Hàn kinh ngạc, tiểu tháp, đến cùng ngươi ẩn giấu ta bao nhiêu đồ vật. Tiểu tháp không nói, này, đang nói chuyện với người đó. Lăng Hàn cất giọng, há, thật sao, lúc này tiểu tháp mới hé răng. Vừa nãy không nghe, người đang nói cái gì. Lăng Hàn lặp lại một lần, nhưng tiểu tháp vẫn thẫn thờ. Dựa vào, cái tháp kiêu ngạo này, hóa ra căn bản không muốn trả lời hắn, cho nên mới giả câm vờ điếc, hắn thực sự ngây thơ, lại thật tin tưởng một khí linh còn có thời điểm lỗ tai mất linh. Vào đi, tiểu tháp khe khẽ rung lên, lò lớn mở ra, oanh, lập tức có liệt diễm hừng hực phóng lên trời, so sánh với đó, hắc diễm của ngao tử vân quả thực chính là trò trẻ con. Lăng Hàn không khỏi nhe răng, dấn thân vào thần diễm như vậy, hắn tuyệt đối có thể trong nháy mắt hóa thành cho A. À. Cái này đến tột cùng là rèn luyện, hay chịu chết đây? Nhớ kỹ, duy nhất có thể bảo vệ người chính là bất diệt thiên kinh, Ngươi chỉ cần không ngừng vận chuyển thiên kinh liền là được, cái khác. Toàn bộ quên đi, tiểu tháp nghiêm nghị nói, có thể trong chết cầu sinh, dục hỏa trở về hay không, đây là then chốt, tuyệt đối đừng nghĩ đi đối kháng hỏa diễm như vậy, đây căn bản là chuyện không thể nào. Bởi vì nó không phải thần diễm, mà là tiên diễm. Nghĩa nó, tiên diễm, lấy thể phách hiện tại của Lăng Hàn, đừng nói tiên diễm, ngay cả thần diễm cấp 6, chỉ cần thời gian dài, vậy nửa năm, một năm cũng có thể nung nấu hắn thần diễm cấp 7 liền đơn giản, 10 ngày nửa tháng liền được. chương 1318, dục hỏa trùng sinh. Vậy cấp 8, cấp 9, cấp 10, phòng trừng trong nháy mắt liền có thể đốt hắn thành cho tàn. Tiên diễm, ha ha, đây thực sự là tự mình muốn chết ha. Đừng nói hiện tại hắn chỉ là nhật nguyệt cảnh, coi như bước vào tinh thần cảnh thì đã làm sao, có thể đối kháng tiên diễm sao. Làm sao, sợ, tiểu tháp cũng không thúc hắn. Khóe miệng của Lăng Hàn co giật nói. Ngươi xác định ta còn có thể dục hỏa trùng sinh, tiểu tháp lạnh nhạt nói. Ở bên ngoài, đừng nói người bị tiên diễm đốt cháy, ngay cả thần diễm cấp 8 cũng có thể trong nháy mắt đốt người thành cho tàn. Nhưng ở nơi này, người có thể duy trì một chút thần thức bất diệt, để người vận chuyển bất diệt thiên kinh, lúc nào thể ngộ ra huyền bí dục hỏa trùng sinh, người liền có thể tái hiện thân thể. Nó dừng một chút, lại nói, hơn nữa, tuy người dung hợp hai linh hồn, nhưng trung quy vẫn sẽ lưu lại một chút xíu mầm họa, chỉ có dục hỏa trùng sinh, mới có thể để hai bản ngã dung thành một thể. Lăng Hàn cắn răng, đột nhiên thả người nhảy vào trong lò. Đây thực sự là nhảy vào hố lửa a, à? một bên Lăng Hàn tự diễu nói, một bên vận chuyển bất diệt thiên kinh. Ầm, um, liệt diễm đáng sợ kéo tới, căn bản không có một chút xíu chống lại, cả người Lăng Hàn liền bị hóa thành hư vô, đây là tiên diễm, cấp độ quá cao, ngay cả vô tương thánh nhân đến, cho dù hắn còn ở thời điểm toàn thịt nhào vào trong tiên diễm cũng chỉ có bị thuấn sát. Ở tình huống bình thường hắn đã chết nhưng ở trong hắc tháp có một lực lượng bảo hộ thần hồn của hắn một tia thần hồn cũng không phải toàn bộ thần hồn tiên diễm ngay cả thần hồn cũng có thể rèn luyện đi lang hàn thật giống như trở lại vạn năm trước hắn bị hắc tháp đập vỡ thân thể chỉ còn dư lại một đạo thần hồn ở trạng thái đặc thù lĩnh ngộ bất diệt thiên kinh cho đến vạn năm sau mới chuyển thế sống lại hiện tại có chút tương tự hắn mất thân thể hoàn toàn không có cách nào nhúc nhích còn phải bị tiên diễm đốt hồn cái này quá thống khổ đây chính là thẳng vào thần hồn, hắn căn bản không thể ngất đi, bị ép lĩnh hội thống khổ vô biên, điều này làm cho hắn chỉ muốn la to. Nhưng hiện tại hắn không có thực thể, muốn gọi cũng gọi không ra tiếng. Trong lòng hắn dâng lên một ý nghĩ, không bằng chết đi, điều này quá khó tiếp thu. Cái ý niệm này dâng lên, hắn lập tức ngơ ngác, hóa ra hắn vẫn không có chém xuống do dự cùng lùi bước trên đường thành đạo, ở thời điểm chịu đựng thống khổ, cuối cùng bạo phát ra. Hắn muốn áp chế ý niệm này, nhưng tiền diễm đốt hồn, thống khổ như thủy triều, một làn sóng mạnh hơn một làn sóng, để ý chí của hắn cũng biến thành mơ hồ. Trước đó, hắn xác thực cũng chịu đựng qua rất nhiều thống khổ, nhưng này đều là cấp độ thân thể, không có một lần giống như vậy, thân thể mất đi, trực tiếp tác dụng lên thần hồn. Dù cho người có nghị lực lớn như hắn cũng nghĩ đến chết. Ý chí của hắn càng ngày càng bạc nhược, linh hồn chi hỏa lão đà lảo đảo. Nếu ý niệm này rơi xuống địa ngục, vậy hắn liền bò không lên được nữa. Không, hắn đột nhiên không cam lòng, khổ sở tu luyện nhiều năm như vậy hắn không phải là vì tìm chết hắn còn có người thân bằng hữu hồng nhan nhi tử vẫn không có nhìn thấy vẫn không có chấn áp hung bà nương thiên phượng thần nữ còn nữa ngô tông vẫn chưa lật đổ lúc trước từ hợp ninh tinh đi tới phi vân tinh sát thủ thần bí kia còn không có tìm được có quá nhiều quá nhiều tiếc núi cùng không bỏ xuống được hắn làm sao có thể chết một ngọn lửa ở trong lòng hắn sinh sôi lang hàn kiên định sống tiếp bất diệt thiên kinh lưu truyền ở trong thần hồn cái này vốn là thể hồn song luyện hiện tại thân thể không còn nhưng thần hồn vẫn còn ở đó một lần lại một lần lăng hàn vận chuyển bất diệt thiên kinh thần hồn rốt cục không ảm đạm nữa chỉ là đây chỉ duy trì sinh cơ của thần hồn hắn không có bị đốt đi cũng không có nghĩa là hắn không chịu đựng thống khổ khi liệt diễm đốt cháy trên thực tế hắn đối kháng càng lâu bị đốt cháy tự nhiên càng lâu thống khổ là không chút nào tiêu nhạt dục hỏa trùng sinh trong lòng lăng hàn hiện lên lời của tiểu tháp đối kháng tiên diễm cũng không phải chính đề, lấy thực lực bây giờ của hắn là không thể đối kháng, có thể sống là bởi vì hiện tại hắn ở trong hắc tháp, mà hắn cần làm là từ trong tiên diễm tìm kiếm huyền bí có thể dục hỏa trùng sinh. Mà tham khảo là Bất Diệt Thiên Kinh, một bộ phận kinh văn trong này chính là thông qua tiên hoàng bí thuật mà đến, thông hiểu bộ phận kinh văn này, vậy lang Hàn liền nắm giữ đại thần thông dục hỏa trùng sinh của tiên hoàng, chân chính nắm giữ năng lực bất diệt. Một bên chịu đựng liệt diễm đốt cháy, một bên thôi diễn bộ phận kinh văn liên quan tới tái tạo bản thân trong bất diệt thiên kinh, cái này ở bình thường không có phát hiện điểm đặc biệt gì, nhưng dưới tiên diễm đốt cháy, đột nhiên lăng hẳn có lĩnh ngộ khác. Thì ra là như vậy, hóa ra như vậy, nha, còn có thể như vậy. Hắn không ngừng xúc động, tuy tiên diễm đốt cháy thống khổ, nhưng để hắn cảm nhận được khởi tử hồi sinh. Đương nhiên, chỉ có lĩnh hội còn chưa đủ, hắn còn phải thông suốt, chân chính nắm giữ môn bí thuật này mới được từng cái phù hiệu màu vàng óng ở trong thần hồn của hắn lưu chuyển, không ngừng vặn vẹo, biến hình, cuối cùng hóa thành một con chân phượng, ngưỡng gáy phóng lên trời, trên người thiêu đốt liệt diễm vô tận. Cái này không phải chân phượng, mà là tiên hoàng. Lăng Hàn đột nhiên có loại hiểu ra, tiên long, hẳn là trúc thủy, mà tiên hoàng là trúc hỏa, đại biểu hai thái cực. Như ngao tử vân tương ứng hắc long tộc chơi lửa, cái này hoàn toàn là con hoang, căn bản không thể so với tiên hoàng. Hỏa 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 hỏa, lẽ nào, kỳ thực tiên diễm này là tiên hoàng lưu lại. Nếu như không, vì sao có thể để hắn không chết? Đó là bởi vì cùng bất diệt thiên kinh nhất mạch tương thừa A. Mà hắn tại sao có thể thông qua tiên diễm lĩnh ngộ ra tiên hoàng bí thuật, dục hỏa trùng sinh? Cũng đồng dạng là bởi vì bất diệt thiên kinh có một bộ phận tiên hoàng bí pháp. Hiểu ra như vậy, tâm của Lăng Hàn càng ngày càng bình tĩnh. Hắn có lòng tin với ngộ tính của mình, hơn nữa, đây là ở trong hắc tháp, hắn nhất định có thể ngộ ra bí pháp như vậy. Thời gian chậm rãi qua đi, một ngày, hai ngày, ba ngày. Cho đến 11 ngày sau, một điểm sáng đột nhiên từ trong lò bay lên. Chương 1319, bộ phận thành công. Tiểu tháp nhất thời kích động, thân thể sáng tối chập chờn. Nó vốn không có thực thể, chỉ biến ảo thành hình cái tháp để người ta có thể nhìn thấy mà thôi. Nó lập tức dịch động hắc tháp, phù, nắp lò lò lớn khép lại, nhất thời, liệt diễm đầy trời biến mất. Cái quang điểm kia bay động mấy lần, sau đó đột nhiên rơi xuống đất là một thai hình, mà trong thai, là một tiểu nhân. Đây là một đứa con nít, Lăng Hàn. Thành công, Lăng Hàn rốt cục ngộ ra phương pháp dục hỏa trùng sinh, chỉ là thật giống như có chút không đúng, bởi vì dục hỏa trùng sinh là khôi phục lại trạng thái nguyên bản, mà không phải biến thành một trẻ nhỏ a. À. Ha 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 ha, tiểu tháp cũng không nhịn được cười to. Dục hỏa trùng sinh, đây là hàm nghĩa cuối cùng của bộ tộc tiên hoàng, chỉ nắm giữ huyết mạch tiên hoàng thuần khiết nhất, mới có thể triển khai bí pháp như vậy, nghịch thiên đoạt mệnh, lăng hàn đương nhiên kém xa nhưng đây là ở trong hắc tháp lăng hàn nắm giữ năng lực đặc biệt bổ trợ bởi vậy khi hắn ngộ ra một bộ phận kinh văn của bất diệt thiên kinh hắn thành công dục hỏa trùng sinh nhưng then chốt là hắn lĩnh ngộ không hoàn toàn bởi vậy chỉ có thể khôi phục hắn lại trạng thái trẻ con mẹ kiếp tại sao lại như vậy lăng hàn nhìn tay chân nhỏ xíu của mình khóe miệng co giật lực lượng cảnh giới của hắn vẫn còn so với trước không có chút khác biệt nhưng vấn đề là hiện tại bản thể của hắn chính là tương đương kích cỡ trẻ con, không không không, chính là trẻ con, điều này bảo hắn làm sao chịu nổi. Thằng nhỏ cũng không biết có thể dùng hay không, cũng còn tốt hách liên tầm tuyết cùng Thủy Nhạn Ngọc đều đi tiên giới, bằng không hiện tại các nàng không khóc chết mới lạ. Lăng Hàn nhe răng, tiểu tháp, ta phải làm sao mới có thể trở về hình dáng ban đầu. Rất đơn giản, sống 17-18 năm, ngươi liền có thể khôi phục lại dáng dấp ban đầu. Tiểu tháp đàng hoàng trịnh trọng nói, nhưng dù là kẻ ngu si cũng có thể nghe ra trong ngữ điệu của nó cất dấu ý cười. Dựa vào, ngay cả cái tháp kiêu ngạo này cũng không nhịn được cười, có thể thấy hiện tại lăng hàn thảm bao nhiêu. Trong tuy hắc tháp có không ít quần áo, nhưng thứ nào cũng không phải lăng hàn hiện tại có thể mặc, hắn không thể làm gì khác hơn là lung tung xé ra gói mình lại. Hắn nói, còn có biện pháp khác không? Có, lúc này tiểu tháp cuối cùng nói thật rồi. Người biến thành dáng rất giống như trẻ con, là bởi vì ngươi ở trên dục hỏa trùng sinh tìm hiểu không có đạt đến cực hạt, vì lẽ đó chỉ cần ngươi hiểu rõ đoạn kinh văn kia, tự nhiên liền có thể trở về hình dáng ban đầu. Lang Hàn vừa vui vừa vội nói, tốt lắm, ngươi mở bếp lò ra, ta lại luyện một lần. Không được, tiểu tháp lắc đầu, lấy trạng thái hiện tại của hắc tháp, nhiều nhất ba tháng mới có thể bỏ ra một chút tiên diễm cho ngươi rèn luyện. Lần thứ nhất dùng thời gian đã vượt qua dự tính của ta, để tiến độ chữa trị thân tháp của ta lạc hậu chỉ ít 30 vạn năm sắc mặt của Lăng Hàn không khỏi khó coi nói. Ý của ngươi là, ta muốn trở lại dáng dấp ban đầu chỉ ít phải 3 tháng nữa. 3 tháng chỉ là phỏng chừng lạc quan nhất, bởi vì lần sau ngươi cũng chưa chắc có thể hoàn toàn lĩnh ngộ đoạn kinh văn này. Tiểu tháp nói, không phải ta coi thường ngươi, nhưng lấy ngộ tính của ngươi, chỉ ít cũng phải trải qua mấy trăm lần, mới có thể triệt để nắm giữ. Vì lẽ đó, ngươi vẫn kiên nhẫn sống 17-18 năm, tự nhiên sẽ thành thiếu niên. Thời điểm nói đến câu sau cùng, cái tháp kiêu ngạo này lại không nhịn được nở nụ cười. "Xong, tất cả anh danh của mình a, à. nếu không tìm được Thiên Phượng thần nữ, Lăng Hàn cũng không chú ý bế quan 17, 18 năm, ngược lại đây là thần giới, tuổi thọ của mọi người đều dài đáng sợ, 17, 18 năm thực không có ảnh hưởng gì. Nhưng hiện tại hắn cùng Thiên Phượng thần nữ núi lại liên lạc, nếu như 17, 18 năm không xuất hiện, Thiên Phượng thần nữ nhất định sẽ lo lắng, thậm chí hoài nghi hắn chết ở trong chiến trường hai giới." Đến thời điểm đó cô gái ngốc này tự sát thì làm sao bây giờ? Lăng Hàn vận chuyển nguyên lực, đùng đùng đùng, thân thể bắt đầu bành trướng, đạt đến cảnh giới như hắn, thay đổi hình thể là một việc nhỏ, trong nháy mắt liền thành hình thể bình thường, chỉ là dáng dấp kia dù sao cũng là giả tạo, gặp phải người thực lực cao hơn hắn nhiều liền có thể nhìn thấu. Không khéo chính là, cảnh giới của Thiên Phượng thần nữ xác thực ở trên hắn, hơn nữa còn rất nhiều. Phục dược phục dược, ta phải nhanh một chút bước vào đại viên mãn. Lăng Hàn kêu lên hắn lấy ra một viên cuồng dã huyết linh đan ăn sau đó chạy đi dưới luân hồi thụ một bên luyện hóa một bên tìm hiểu hiện tại thân thể của hắn là hoàn toàn mới tự nhiên không thể có đan độc lưu lại bởi vậy hắn có thể ăn cuồng dã huyết linh đan hắn cũng ném cho con thỏ một viên đối phương đạt đến nhật nguyệt cảnh mà nơi này là hắc tháp hoàn toàn có thể trấn áp không khỏe sau khi dùng thuốc không đến nỗi để hắn bạo thể mà chết lão nhân xâm ước ao nhưng hắn vẫn không có bước vào nhật nguyệt cảnh nếu như dám uống tuyệt đối là bị chết no. Có điều cũng sắp rồi, cắm dễ ở trong hắc tháp, lại có luân hồi thụ ngộ đạo, tiến bộ của hắn cực nhanh. Phốc, vô tương thánh nhân nguyên bản quấn ở trên nhánh cây, nhưng thời điểm nhìn thấy lăng hàn, liền cười lớn. Con thỏ cùng lão nhân sâm không nhìn ra lăng hàn ngụy trang, nhưng há có thể giấu giếm được cảm ứng của một vị thánh nhân. Đại ca, người cười cái gì? Con thỏ trơ mặt ra nói, kể từ khi biết quả cầu ánh sáng này là một vị thánh nhân, hắn liền mặt dày gọi đối phương là đại ca, sau này nếu có thể được một vị thánh nhân trông nom tự nhiên có thể hoành hành thần giới không cho nói lăng hàn thẹn quá thành giận biết được còn có một tiên vực hắn kính nể thánh nhân tự nhiên giảm mạnh một đoạn dài nếu vô tương thánh nhân có thân thể khẳng định đã cười đến rất răng hiện tại cũng thiếu chút nữa từ trên cây rơi xuống có điều ở dưới mái hiên của người ta không thể không cúi đầu hắn đương nhiên sẽ không nói ra chân tướng để con thỏ cùng lão nhân sâm lòng ngứa ngáy đến vỏ đầu bứt tai đều tu luyện thật tốt cho ta. Lăng Hàn nói, sau đó đặt mông ngồi xuống, luyện hóa cuồng dã huyết linh đan. Khi dược lực luyện hóa hết, hắn lập tức phát hiện lần này không giống.